Để chào Băng. Băng đâu rồi? Sao không nhìn thấy Băng ở trên bảng ranh? Thầy mới reset lại bà tài khoản rồi Băng nhá. Để đăng nhập và nộp lại bài trên bằng tài khoản mới. Để chào Gia Huy, chào Hưng, à, Trung nhỉ. Chờ một chút đợi các bạn vào nên mới có Huy, Gia Huy, Văn Huy, Băng và Trung, còn thêm các bạn đã chờ chút nhé. Các vào thế trang chủ thầy đã mới edit nó lại, trông nó rất chi là cool ngầu. Trông nó hơi gà một tí. Ở trên này có đường link, ta có thể đi xem, không cần đăng nhập, ta vẫn có thể biết được bảng danh. À, có kênh đường link để subscribe kênh của thầy Thành. Ở trang chủ thì thầy có ghim cái chữ link nộp test, bộ test của lớp KNC2, có đường link bộ test đây. Em có thể click vào đấy để xem được cái bộ test của cái đường link nộp bài của các anh chị. Ừ, mọi người sao vào muộn thế nhỉ? À, thầy chào Luật nhé. Thầy Luật vào đây rồi. À, hôm nay ta sang đây 18, ta sẽ giải quyết tiếp các cái nội dung ở trong bài học. Mấy đứa kia đang chạy đâu hết rồi? Cái tài khoản thầy mới tạo lại nhé. Cái tài khoản của các bạn bắt đầu bằng cái tiền tố là KCB2, sau đó có họ và tên, là họ và tên viết tắt, tên của mình chữ Noah, mật khẩu là chữ A, đẹp quá. Cái đặt chữ A đẹp, cái gì cũng cần phải đẹp. Hôm trước ta đang ở file day 11, vậy ta sẽ giải quyết tiếp. À đấy, quên chưa gửi cho điểm quan trọng nhất. Tại sao lần nào thầy tìm Băng cũng không thấy nhé? Thế nó mới lạ chứ. Không biết là anh Kiều vào comment gì lại bay màu đúng không ấy. Ta sang ba các bài tập duyệt trên mạng hai chiều. Mấy cái bài. Đây cái file đây 11 xong rồi. Sang bài đây 12 nhé. Server nó vẫn chứa đủ các bộ test của các cái chương trình cơ bản và nâng cao. Các em tích cực làm bài, nộp bài. Băng để ý trong cái tập bài lớp nâng cao nó có thêm ba là tập 30 bài nhé. Gắng sức để làm trong một tuần. Rồi, thầy đã thấy Nguyên vào. Các bạn bên trường chuyên thầy giao cho làm trong một ngày, mấy đứa nó kêu như trời. Và hôm nay giao đề và ngày mai phải làm xong.
Đấy, vừa nói xong đã thấy băng spam server của đây rồi. Này chà. Server vẫn đang phục vụ chấm nhớ nộp test băng nhá. Các bài ngoài việc chấm ra ta có trách nhiệm nộp test. Rồi hôm nay ta sang một cái chủ đề khá hay, chủ đề về sâu trong C cộng cộng. Anh Kiều hỏi Linh. Anh Kiều sao có thể gà thế nhỉ? Bạn anh Kiều là một bạn học sinh để quen qua qua mạng, bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ta bắt đầu nhé. Hiện tại hôm nay thì có một hay hai bạn gì đấy nhắn xin nghỉ về ở nhà lấy vợ nên thầy nhất trí. Đầu tiên thì ta quay sang ở cái buổi hôm nay ta học cái nội dung khá quan trọng là thầy cho mình tìm hiểu về sâu. Rồi thầy chào anh Kiều nhé. Mấy hôm rồi thầy mới thấy bạn vào học. Anh Kiều để ý ta có các video bài giảng trên kênh YouTube của thầy là Đặng Tuấn Thành. Đã có video bài giảng các buổi từ day 1 cho đến day 17. 17 thầy đã up chưa nhỉ? Hình như day 16. Day 17 như đang tải về hay đang up gì đấy. Thì em xem video bài giảng và nộp bài lên trên server. Tài khoản mà đăng nhập mà vào không được vào được thì nhớ báo thầy để thầy reset lại mật khẩu. Cái trang nộp vẫn là ielp.hoctổ.org. Rồi tới thời điểm này các bạn vào tương đối đầy đủ, ngoài một hai bạn đã xin báo vắng ra. Các bạn có thể bật mic để tương tác với thầy để hỏi vấn đáp và các em có thể chia sẻ màn hình để hỏi các vấn đề liên quan. Hôm nay thầy trò mình sẽ quay sang cái chủ đề rất hay trong khi học lập trình, đó là chủ đề về sâu. Thì chủ đề về sâu thì thông thường đi thi về sâu thì ai cũng yếu, mọi người luôn yếu về sâu, bởi lẽ bài tập về sâu là cái đoạn phía sau của phần lập trình và thường các bạn rất mạnh ở những cái bài toán về số học, các bài toán về duyệt trên mạng các em làm rất tốt. Tuy nhiên khi sang sâu nhiều bạn cảm thấy là mình rất yếu, bởi vì lý do đơn giản mình làm việc với ít với nó thôi. Thì hiện nay thì kiểu dữ liệu sâu là một cái kiểu dữ liệu ta thường xuyên gặp. Ví dụ như khi khách hàng nhập họ tên của khách hàng vào để trong cái mục đăng ký thành viên chẳng hạn. Đấy. Thì khi đó ta thấy rằng họ tên của khách hàng nhập vào là một chuỗi ký tự. Thì chuỗi ký tự này trong lập trình trong khi học lập trình người ta gọi nó là kiểu sâu. Thì ở trong ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thì kiểu dữ liệu sâu thì ta hay thường hay sử dụng hai loại. Loại thứ nhất là loại mảng tra. Loại thứ hai là loại kiểu string, cái lớp string là kiểu sâu. Thông thường thì khi thi học sinh giỏi ở cái mức độ bình thường thì thông thường phổ biến ta sử dụng kiểu string để xử lý các bài tập về sâu. Dễ hay khó ta cũng đều xử lý về sâu. Vậy thì bài toán là cho sâu S. Ví dụ như thầy khai báo một sâu S là string tên biến, sau đó thầy gắn nó bằng một cái giá trị bằng họ và tên của thầy là Đặng Tuấn Thành chẳng hạn. Thì khi đó trong bộ nhớ nó sẽ cung cấp một cái vùng không gian nhớ và ở mỗi cái ô này nó sẽ chứa một ký tự. Đấy, ở đây nó chưa hết chữ Đặng, nó chứa một cái dấu cách. Ở đây nó có một dấu cách. Sau chữ Tuấn nó chứa dấu cách, sau chữ Thành. Đấy, thầy thêm bài. Đấy. Vậy thì ta nhận thấy rằng là khi ta lưu trữ một sâu trong kiểu string thì sâu này nó sẽ được lưu trữ trong giống như một cái mảng một chiều mà mỗi phần tử của nó chỉ chứa một ký tự. Đấy. Dấu cách này cũng là một ký tự. Đấy. Một ký tự. Và các phần tử này được đánh số thứ tự từ 0 trở đi nên phần tử đầu tiên có chỉ số là 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Phần tử cuối cùng của nó được đánh số là S chấm sai.
S chấm sai là kích thước trừ đi 1 nhé, S chấm sai trừ 1. S chấm sai trừ 1 thì S chấm sai là cả kích thước của cái cục này. S chấm sai trừ 1 là nó là vì ta đánh số thứ tự từ 0 trở đi mà. Lưu ý khi làm việc với sâu, các ký tự được đánh số thứ tự từ 0 trở đi. Rồi, như vậy thì việc truy ví dụ như bây giờ thầy cao thằng S3 thì nó sẽ cao ra thằng ký tự G này. Tương tự như vậy. Bây giờ thầy hoàn toàn có thể lấy thằng S5 cộng với thằng S8 thì thầy thu được chữ T và chữ N. Đấy. Thầy có thể lấy chữ S1 cộng với S10 thầy thu được chữ A và chữ T. Như vậy các cái toán tử và toán hạng nó đều được. Hàm len vẫn sử dụng được. Thông thường ta sử dụng S chấm sai. Hàm len là ta cốt theo kiểu Tubosi cũ, ta sử dụng thằng len. Nguyên nhé. S chấm len, hàm len của S vẫn được, nó vẫn trả về độ dài của sâu. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Vậy thì với một sâu thì ta nhận thấy rằng các ký tự trong sâu được lưu trữ dưới dạng một cái bảng giống như là một cái thang nằm ngang mà ở mỗi ô sẽ lưu trữ một ký tự. Các phần tử được đánh số thứ tự từ 0 cho tới S chấm sai trừ 1, trong đó S chấm sai là độ dài của sâu. Đấy. Vậy thì hiện nay thì khi nhập dữ liệu kiểu sâu thì thông thường ta có hai cách để nhập. Đối với một cái sâu dữ liệu đầu vào mà không chứa dấu cách, ví dụ như cái sâu này chẳng hạn, nó không chứa dấu cách. Nó không chứa dấu cách thì khi nhập dữ liệu thì ta sử dụng câu lệnh bình thường là câu lệnh cin tên biến cần nhập. Ví dụ như thầy có câu lệnh cin. Ví dụ như ta cin sau s bình thường. Đấy. Đấy, như thế ta hoàn toàn có thể cin một cách bình thường nhé, cin sau s. Để chọn màu sẽ đấy. Đó là trong trường hợp sâu không chứa dấu cách trống thì ta sử dụng câu lệnh cin. Ví dụ như cái sâu S này thì ta sử dụng câu lệnh cin. Loại thứ hai là loại sâu mà chứa các cái dấu cách. Ví dụ như cái sâu Đặng Tuấn Thành này, nó giữa các từ trong tên của thầy nó có dấu cách. Vậy thì muốn thầy đọc được cả dòng này thì ta có cái câu lệnh là getLine cin tên biến. Đấy, getLine cin tên biến. Ta có ví dụ như ví dụ như ta có câu lệnh getLine cin phẩy biến s. Đấy. Đấy thì câu lệnh này là getLine cin tên biến là như vậy. Thì nhìn vào cái file input thì các bạn biết được rằng với sâu đó thì ta sẽ sử dụng là câu lệnh cin để nhập hay là sử dụng câu lệnh getLine nhé. Ta có cứ thằng nào không chứa dấu cách thì ta sẽ sử dụng câu lệnh cin, chứa dấu cách thì ta sử dụng getLine để ta đọc hết được một sâu. Và lưu ý thêm rằng các ký tự trong sâu được đánh số thứ tự từ 0 trở đi, nhớ nha, nó đánh số thứ tự từ 0 cho tới s chấm sai trừ 1, trong đó s là tên biến, chấm sai trừ trừ 1 là cái ký tự cuối cùng. Rồi hai đây 12 hình như thầy đã gửi ở trong nhóm rồi nhé. Các bạn lấy lại file đây 12 ở trong trong nhóm thầy đã gửi rồi nhé. Rồi bây giờ thầy giới thiệu tiếp một số các hàm và thủ tục trong sâu kiểu kiểu sâu mà ở trong C cộng cộng ta hay sử dụng. Ta có hàm thứ nhất là hàm len của sâu, giống như nguyên cái này nói là tên sâu chấm len hoặc là tên sâu chấm sai. Hàm này trả về độ dài của sâu. Đấy. Bây giờ để tiện hơn thì thầy cài code block ở phần này thì vì buổi học của ta nó cũng có tính chất liên tiếp nên các bạn nào vắng ở buổi học nào thì các em xem lại video ở buổi học đấy nhé. Thầy biên tập rất chi tiết ở trên kênh YouTube theo tên file. Các bạn cứ vào thầy Đặng Tuấn Thành, ví dụ như các bạn học tìm cái lớp KCB2 bài 5 buổi 5 day 5 KCB2 day 6 thì các bạn tìm kiếm sẽ đúng ngay được cái buổi mà ta vắng học thì các em sẽ làm bài.
file đề bài thì ở trong nhóm và lời giải có sẵn ở trong nhóm Zalo. Em tìm ở trong phần tài nguyên sẽ nhìn thấy. Lát qua và trả lời tí. Rồi bây giờ ta làm một cái ví dụ với sâu. À hôm nay là day 18 Nguyên nhé. Hôm nay ta là đang là day 18. Kiểu giống như băng hôm trước và là hôm nay day 18 rồi, theo khung chương trình thầy Thành dạy có 20 buổi mà đến day 18 mà ta vẫn chưa xong thì sắp phải chia tay thầy. Các bạn còn lâu mới thoát được khỏi thầy. Khi nào thầy dạy xong chương trình và các bạn đạt được là cái yêu cầu cần đạt của chương trình khóa học thì ta mới dừng nhé. Chứ không chỉ đơn giản là thầy cho mình học 20 buổi đâu, ta cứ học đến khi nào thầy dạy xong chương trình thì các bạn nghỉ thì ta mới hết khóa học. Nên các em cứ bình tĩnh, đang một thời gian để thầy cho mình học. Thầy cũng đang buổi tối thầy cũng dành nhiều thời gian để dạy cho các em. Đó là thầy khai báo một số S. Thầy có thể khai báo một cái biến P như này. Các bạn code lấy phần xương của chương trình. Rồi. À, bây giờ ta sẽ thực hiện đề bài. Đề bài bây giờ ta chỉ làm một cái bài rất đơn giản cho một show S, đưa ra độ dài của show. Thì bây giờ thầy lấy cái show S của thầy là thầy sử dụng C-in show S. Đấy, thầy khai báo string S là khai báo một show kiểu S. Khác với trong Pascal thì show ở trong C cộng cộng độ dài của nó dùng tương đối thoải mái. Nếu như ở trong Pascal thì nó chỉ có 255 ký tự thôi. Vậy thì bây giờ để đưa thầy gắn P là bằng độ dài của show, ta có s.size. Đấy, thầy có thể cao thằng P ra. Đấy. Bây giờ thầy thực hiện lần lượt các cái thử lần lượt các chức năng hàm và thủ tục trong show nhé. Là kiểu show. Chết rồi. Cái đấy thầy đặt tên nó là cái gì? Ví dụ về sâu. Rồi bây giờ thầy nhập một cái sâu là ABC 12 AC. Đấy, đây là một cái sâu chứa cả ký tự cả số. Rồi nút chạy chương trình. Thầy thêm file kết quả vào. Lưu ý trong mọi bài các em cần làm việc với tệp. Và thêm cả file input vào nữa. File input thì lại chưa thêm. Đây, và đây là file out. Đây là file in. File in là ABC12AC. Như vậy đây là ta thấy rằng file này có độ dài là bằng 5 ký tự. À, bằng 7, độ dài bằng 7, nó chứa 7 ký tự, dạng ký tự và số bằng 7. Như vậy ở đây thì ta có cái hàm là hàm trả về độ dài của show. Đấy. À, câu lệnh này là để đọc show không có dấu cách. À, bây giờ đó là cái. Bây giờ thầy thử mấy cái sâu khác. Thì cái sâu là ABC chẳng hạn. ABCC chẳng hạn. Thì khi chạy chương trình nó sẽ ra được độ dài của sâu là bằng 4. Như vậy thì ta có s.size tên biến .size thì nó sẽ thu được là độ dài của sâu. Vậy thì khi làm việc với sâu thì ta làm việc nó giống như với mảng một chiều. Ta có thể for từ đầu sâu đến cuối sâu để thực hiện yêu cầu của bài toán. Rồi bây giờ ta thử cái sâu này có cách 1 AB, cách CD, cách EF, cách 1 2. Rồi bây giờ ta thử chạy chương trình. Đấy. Thì ta nhận thấy rằng độ dài của sâu bây giờ nó vẫn là 14, à vẫn bằng 4.
Mà rõ ràng sâu của mình ở đây có rất nhiều ký tự, đúng không? Vậy thì khi gặp một trường hợp sâu như thế này, theo các bạn ta nên phải dùng cái gì để đọc được dữ liệu? Rồi, Trung đề xuất ngay là ta sẽ sử dụng thằng Getline. Bằng cũng đề xuất vậy. Và hy vọng các bạn cũng cái gì đây, Thế Nguyên thì ta đã nhắc là đối với sâu có chứa dấu cách ta sử dụng Getline. Vậy ở đây các em cũng nhìn thấy có sự khác biệt giữa sâu có dấu cách và sâu không có dấu cách nhé. Đọc nó sẽ ra khác ngay. Do đó khi nhìn vào input của đề bài các em lựa chọn. Vậy thì để lựa chọn đấy thì ta sử dụng câu lệnh Getline Sayin S. Nó khác với trong Pascal là trong Pascal thì đọc một phát là nó đọc luôn. Bây giờ ta đang sẽ à quên. Để nó chạy mất rồi. Ta ẩn cái thằng bên trên đi và ta chạy mỗi thằng phía dưới thôi. Đấy. Thì ta thu được ngay độ dài sâu bằng 17. Đấy. Bây giờ thầy cho cái sâu mà không chứa dấu cách, thầy sử dụng xem thằng Getline Sayin xem nó có chạy đúng không. Đấy, thì chứng tỏ nó vẫn chạy đúng bao gồm cả sâu không có chứa dấu cách. Như vậy thì ta nhận thấy rằng có hai cách để đọc sâu, cách thứ nhất là Sayin, cách thứ hai là Getline Sayin. Thì cách Getline Sayin này cảm giác như là nó tổng quát hơn, nó bao trùm luôn cả thằng Sayin ở bên trên nhé. Cái này dùng là đọc sâu cả sâu có dấu không có à, có dấu cách. Đấy. Và cái thứ hai nữa ta có thằng S chấm sai được gọi là kích thước của mạng. Các bạn sẽ đi bấm xuống chat đi chụp cho nó ngầu. Rồi, đó là như vậy ở đây ta có một cái ví dụ. Đấy, ta làm việc luôn với sâu. Cái bảng này nó hơi ấy nhỉ, hơi vỡ. Thôi kệ nó đi. Như vậy thì ta có được một cái là hàm trả về độ dài của sâu, các bạn lưu ý nhé. Là hàm ta có chỗ này trong rồi bây giờ cái hàm len cũng như vậy, hàm len nó cũng trả về độ dài của sâu, nhưng hàm len thì trước đây cốt trong Pascal ta hay dùng len, cốt C thường ta cũng hay dùng len, nhưng với thầy thầy vẫn hay sử dụng thằng sai. Với len nó đều như nhau nhé, s chấm sai hay p chấm sai hay p chấm len đều như nhau. Nhớ rằng là sau cái chấm len này thì nó phải có dấu đóng ngoặc mở ngoặc này nhé, để tức là ta đang gọi hàm đã qua. Đấy. Ta đang gọi hàm nó đều ra được độ dài là như nhau. Đấy. Đấy. S chấm len hay chấm sai đều như nhau. Rồi kế tiếp nữa, ta có một cái hàm thứ hai thầy là muốn giới thiệu các em. Hàm thứ nhất là hàm tên sâu chấm len. Vậy thì là cái thằng đầu tiên cái ta dùng. Cái thứ hai là ta đang dùng cái thủ tục cái hàm để thực tế nó gọi là hàm hay là thủ tục cũng được, nó gọi là thủ tục thì đúng hơn. Thay thế các cái ký tự trong sâu. Ta có S chấm replace. Có nghĩa tên sâu replace mà bắt đầu P nhé nhỉ. Thay thế trong sâu S, trong sâu S là trong sâu này, từ vị trí thứ P, từ vị trí thứ P đi L ký tự, đi L ký tự bởi sâu S2. Cái câu này cực kỳ hay nhá,
Bây thầy lấy ví dụ về cái thủ hàm replace này để các bạn cùng quan sát như sau. Bây giờ thầy cho sâu sâu của này A, B, C, D, E, 1, 2, 3. Đấy. Thì theo các bạn hãy comment cho thầy biết số 1 này, số thứ tự của nó trong sâu là số thứ tự bao nhiêu. Xin mời các bạn bật cửa sổ chat lên. À, Tuấn Anh đã vào. Băng trả lời là 6. Cảm ơn Băng. Câu Huy trả lời là 5. Xin mời các bạn kế tiếp. À, xin chào cô Huy. Cô Huy về lớp nâng cao hôm nay có tham dự cùng các em học về sâu. Băng rút nhanh về 5. Nguyên trả lời bằng 5. Thầy thấy có hai kết quả hơi hoài nghi. Xin mời anh Kiều. Dạo Hoàng Gia Bảo âm thầm. Hôm nay ông Trần Gia Bảo chạy đâu nhỉ? Tuấn Anh mạnh dạn lên, không được hướng nội quá. Vậy thì ta nhận luôn được cái kết quả của các bạn là số 1 này, số thứ tự của nó là 5, đúng không? Rồi, bây giờ thầy sẽ sử dụng nhé. Bây giờ thầy thay thế trong sâu S từ vị trí thứ 5 đi bởi một cái sâu toàn số 9 nhé. Vậy thì bây giờ thầy sử dụng câu lệnh như này. Bây giờ thầy sẽ xe thằng S ra trước để biết rằng sâu S trước khi thay thế này. Rồi bây giờ thầy ghi S.replace, các bạn có replace sao lại không để xuất hiện nhỉ? Mọi hôm nó vẫn xuất hiện mà. Đấy, ta có thủ tục replace là thủ tục, thầy nhắc lại, thủ tục replace là thủ tục dùng để thay thế trong sâu S từ vị trí thứ P đi L ký tự bởi sâu S2. Đấy. Bây giờ ta xóa trong thay thế trong sâu S từ vị trí thứ 5 đi 3 ký tự bởi, bây giờ thầy khai báo một cái sở trinh S2 bằng 3 số 9 ấy. Đấy. Bởi cái sâu S2. Đấy. Sau đó thầy xeo thằng S ra xem thằng S nó đã bị thay đổi như thế nào. Câu lệnh này là thay thế trong sâu S từ vị trí thứ 5 đi 3 ký tự bởi sâu S2 nhá. Vậy ta chạy chương trình thì ta xem thằng S trước và sau khi thay thế trông nó vuông tròn thế nào. Đấy. Ta nhận thấy đây, đây là sâu S của mình. Và đây là sâu S sau khi thay thế. Các bạn thấy hay chưa? Rồi bây giờ thầy thử thay thế từ vị trí số 4 xem nó sẽ ra kết quả là bao nhiêu. Theo các bạn hãy comment cho thầy biết nếu thầy so sử dụng số này là số 4 đi. Bây giờ thầy sử dụng cái câu lệnh này. Thay thế trong sâu S từ vị trí thứ 4 đi 3 ký tự bởi sâu S2, hỏi sâu kết quả ta thu được là sâu gì? Đây là sâu input của mình. Các bạn hãy comment cho thầy sâu kết quả là bao nhiêu. Không được code nhá, chạy bằng cơm thôi. Thầy sẽ nhận được khá khá kết quả đấy. Là xin mời các bạn. Không được code nhá, bà con hãy dự đoán đi, dự đoán hàm này. Ta đang hàm replace của mình là s.replace 4 sẽ thay thế trong sâu S từ vị trí thứ 4 đi 3 ký tự bởi sâu S2. Thầy nhận được kết quả trả lời của Tuấn Anh là sâu ABC 990. Điều đó có nghĩa là cái sâu của bạn là nó ba con số 9 này nó sẽ đè vào con số E và cái con và ký tự cuối cùng nó không có gì nên nó đè là số 0. Ừ, thầy chào anh Minh. Ta đang làm bài tập về sâu, xin mời anh Minh tiếp tục nghe giảng. Nguyên cho rằng là ABCDE 143. Như vậy thì rõ ràng là nó không có sự thay thế các số 9 vào đây.
Trung nguyên này có thể đang hiểu nhầm là ta có là replace từ vị trí thứ tư, từ vị trí thứ tư của sâu đó chứ không phải thay thế số 4 nhé. Đi ba ký tự. Rồi kế tiếp ta lại nhận được kết quả của Trung là 9993. Vậy thôi tóm lại thầy cũng không biết nó là kết quả bao nhiêu. Ta xem khả năng dự ra cắt dự của cả mọi người là bao nhiêu nhé. Ta bắt đầu chạy thử. Rồi, vậy thì ta xem kết quả luôn chung nhé. Đây, nó ra được như thế này. Nó ra được là ABCD 993. Vừa rồi, thầy thầy sử dụng cái câu lệnh là rip đâu nhỉ? Thầy vừa sử dụng cái câu lệnh này. Đấy. Thì mọi người bắt đầu cùng quan sát nhé. À, bằng ranh lâu bởi vì ở một số tỉnh thì bây giờ các bạn học sinh bắt đầu chuyển sang chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở ngay từ đầu tháng 9. Nên mọi người nộp bài cũng hơi nhiều một tí. Nên các bạn cố gắng ganh đua để lên top đầu nhé. Rồi ta tập trung. Vậy thì ta có S, câu lệnh S.replace 43S2 tức là thay thế trong sâu S từ vị trí thứ tư. Đây là vị trí thứ 0, 1, 2, 3, 4. Tức là từ vị trí thứ tư. Đi 3 ký tự. 1, 2, 3. Bởi sâu 9, 9, S2, sâu S2 là 3 số 9. Như vậy thì ta thấy rằng với việc chọn như trên thì số 3 kia không bị ảnh hưởng nên nó vẫn đứng nguyên. Nhé. Bây giờ nhìn vào cái test này. Thì bây giờ các bạn dự đoán cho thầy. Nếu thầy thay thế trong sâu S từ không phải thi chọn lọc đội tỉnh mà thi giải học sinh giỏi cấp tỉnh luôn đấy ở tỉnh ở các tỉnh thường thi vào đầu tháng 9 để chọn đội tuyển cấp quốc gia luôn, chọn trong sâu S từ vị trí thứ tư là replace của trong sâu S từ vị trí thứ tư đi một ký tự bởi sâu S2. Xin mời các bạn cho thầy biết dự đoán xem kết quả ra bao nhiêu. Thầy nhận được cái kết quả của Công Huy rồi Trung Nguyên rồi các bạn khác ngay cho thầy kết quả. Xin mời anh Kiều, Tuấn Anh, Luật, Băng, mày dạ lên hãy dự đoán em. Thay thế trong sâu S từ vị trí thứ tư đi một ký tự bởi sâu S2. Mọi người đang chơi bài sống nội tâm đúng không? À gọi là gì nhỉ? Các bạn trẻ bây giờ hay gọi là con người hướng nội. Hãy cho thầy biết nếu thay thế như trên kết quả ra bao nhiêu? Để biết ra bao nhiêu, để thầy ra tay. Có ngay có gì đâu nhảy sang bên thay thế câu lệnh này bởi câu lệnh này thay thế trong sâu S từ vị trí thứ tư đi một ký tự bởi sâu S2. Bây giờ ta nhìn nhá, sâu của mình bây giờ đang sâu này, ta chạy một phát ta được sâu như trên. Chung cấm được cười băng nhá.
Thôi thầy buồn đời quá, thầy nói hết hơi mà thầy quên tắt mic. Các bạn đừng đừng cười thầy nhá. Thôi tối rồi à, ta sẽ là thay thế trong SOS từ vị trí thứ một, à từ vị trí thứ tư đi một ký tự bởi SOS2 nhé, bởi SOS2, vậy thì nó sẽ chèn luôn cả cái sâu đấy vào trong cái vị trí này. Ừ, mà nó thay bởi cả cái sâu đấy. Bố được dạy rồi nhé. Con nhà thầy nó vừa ta tiếp tục nhá. Bây giờ ta nhận thấy rằng là câu lệnh S replace là sẽ thay thế trong sâu S từ vị trí thứ tư đi một ký tự bởi sâu S2, thì điều này có nghĩa là nó sẽ bỏ thằng E này đi, nó sẽ thay thế cả cái sâu S2 vào và sau đó nó đẩy cái thằng kia lui ra sau. Các bạn nhớ cái đặc điểm này của cái hàm replace nhé. Hàm replace về cơ bản là khi thay thế ở trong một đoạn nào đó với một giá trị thì nó sẽ thay thế nó cả cái khúc đấy bởi một cái sâu con đấy. Ví dụ như lấy ba cái giá trị thì nó gấp ba giá trị ra, nó cút luôn cái sâu kia vào. Bây giờ ta thử một cái trường hợp nữa, đó là thay thế trong sâu S từ vị trí thứ tư đi bốn ký tự. Đấy. Nhưng đây bây giờ ta cái hàm replace này nó rất hay ở chỗ. Nhưng sâu S của thầy bây giờ chỉ là sâu 9 thôi. Sâu S2 của thầy là ký tự 9. Bây giờ thầy thực hiện là thay thế trong sâu S từ vị trí thứ tư. Đấy nhá. Thầy lấy cái sang đây. Thầy thực hiện là thay thế trong sâu S từ vị trí thứ tư này, vị trí 0 1 2 3 4, từ vị trí thứ tư đi 4 ký tự bởi sâu S2, các bạn hãy cho thầy biết kết quả S là bao nhiêu. Xin mời các bạn hãy comment, các em hãy comment cho thầy biết kết quả bằng bao nhiêu. Băng vừa comment được một cái thì Trung đã cười rồi. Bây giờ băng lại ra cho ra kết quả khác. Trung là ABCD 9. Xin mời các em khác cho kết quả nào. Anh Kiều. Anh Minh, Nguyên, Vũ Nguyên, Đam. À, thầy chào Đam nhá. Lâu lắm mới thầy với Đam. Đam đã thi xong rồi chứ? À, hôm trước thi xong rồi nhỉ? Đợt này tập trung học cùng với các em nhé. Và các bạn ở trong lớp. À, ta đang làm bài tập về sâu với đề bài là cho sâu S yêu cầu thực hiện là thay thế trong sâu S từ vị trí thứ tư đi 4 ký tự bởi sâu S2. Rồi, đang thi xong thế con rồi. Bây giờ, đợt này ta đang học về sâu ký tự ở trong C cộng cộng nhé. Nào, có ai cho thầy kết quả khác không? À, Công Huy là ABCD 9. Rồi, bây giờ ta thử chạy thử xem sao nhé. Bây giờ với là
Thay thế trong SOS vì từ vị trí thứ tư đi 4 ký tự bởi SOS2. Bây giờ ta nhìn sâu kết quả, xem file kết quả nó ra bao nhiêu. Lát cái gì? Đấy. Thì nó ra được A, B, C, D, 9. Mọi người quan sát nhé. Thay thế trong SOS từ vị trí thứ tư đi 4 ký tự 1, 2, 3, 4 bởi SOS2. Bởi SOS2. Như vậy nếu mà nghĩ một cách ngây thơ thì các bạn sẽ phủ 4 số 9 ra đường sau, bảo vệ vào từng vị trí ở ô trống. Anh Minh, đó là các bài lạ ở chương trình nâng cao em nhé. Thì ta phủ nó bởi các cái giá trị số 9, nhưng thực tế không phải, mà nó cắt cái khúc đó vứt đi, nó nối nó bởi SOS2 vào nhé. Đấy, nối bởi SOS2 vào thì ta thu được. Như vậy hàm replace nó thực sự là một hàm cực kỳ hay, các bạn lưu ý, nó là một hàm rất hay nhé. Đây gọi là hàm replace. Vậy đặc điểm của khi ta dùng thì nếu mà các bạn không nhớ thì ta sẽ nên tra cứu nó lại. Tra cứu ở đâu? Tra cứu ở cái file PDF thầy gửi cho các em. Đấy. Ở đâu vậy? Đấy. Rồi bây giờ ta sang như vậy cái đầu tiên ta tìm hiểu đó là tìm hiểu về sâu. Thầy tô nó sang màu khác để cho chúng ta dễ quan sát hơn. Chọn cái màu xanh nào. Đấy. Ta có hàm thứ nhất, hàm thứ hai là hai cái he, một cái bên là hàm, một bên là thủ tục, rất quen thuộc, màu xanh rất chi là đẹp. Đi thi chấm bài trên server thấy màu xanh tức là bạn đã full điểm bài đấy. Đấy, nó rất ngầu. Rồi ta sang cái thứ hai, đó là ta sử dụng cái thủ tục là lấy ký tự của một sâu. Cái thủ tục này thì không cần, ta truy cập đến thằng SI đâu. Ký tự thứ y trong sâu nó chính là ký đề, là thằng SI trừ 1. Lý do rằng là các phần tử trong sâu được đánh số thứ tự từ 0 cho tới S chấm sai trừ 1. Bây giờ các bạn nhìn đoạn code chương trình, bây giờ ta sẽ quay trở lại. Bây giờ sâu S của thầy là sâu A, B, C, D, E, 1, 2, 3. Thì độ dài của sâu này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy thì các ký tự này sẽ được đánh số thứ tự từ 0 tới 7. Bây giờ thầy thực hiện cái yêu cầu là thầy lấy thằng S3 cộng với S1 cộng với S5, nó sẽ bằng bao nhiêu? Các bạn bật cửa sổ chat cho thầy biết. Với sâu A, B, C, D, E, 1, 2, 3 thì S3 cộng S1 cộng S5 bằng bao nhiêu? Tất cả thầy mong nhận được câu trả lời của tất cả các em nhé. Nãy giờ thì ta chỉ nhận được những câu trả lời rất phổ biến. Còn các bạn khác nữa? Nào, nghiêm túc trả lời, các bạn không comment các nội dung khác nó trôi mất kết quả của các bạn khác. Trung cho rằng là CAE, Vũ Huy cho rằng là DB1. Băng cũng cho là DB1, nhưng Băng với Vũ Huy rủ nhau đi cô luôn thành một cặp có cùng một nghiệm. Tuấn Anh là CAE. Rồi. Nguyên cho là DB1, rồi Đam và Luật và anh Minh cũng cho DB1, anh Minh thì cho rằng là DB2, rồi Luật cũng cho là DB1. Vậy thì ta sẽ quan sát nhá. Rồi, rồi bây giờ ta sẽ quan sát như thế này. Thằng S3 thì nó là bắt đầu 0 này, 1, 2, 3, như vậy nó là chữ D. S1, 0, 1, như vậy là chữ B. S5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy của nó là chữ DB1. Nha. Các bạn biết chưa? Vậy tới đây thì ta thấy rằng có nhiều kết quả. Nhưng mà kết quả cuối cùng của ta giống như bạn Huy, bạn Băng và Nguyên, Đam và Luật
đều trả lời là DB1 nhá. Cảm ơn chị. Tôi như vậy thì ta nhận thấy rằng là cái câu lệnh này là câu lệnh dùng để truy cập đến một phần tử của sâu. Một phần tử này nó có thể tham gia vào các công thức tính toán. Thông thường nó sẽ tham gia vào các phép toán so sánh. Nó có thể thêm tham gia vào phép toán cộng, bởi lẽ phép toán cộng là phép toán nối sâu nhé. Phép toán cộng là phép toán nối sâu. Đấy, như vậy thì ở đây thì ta có cái thằng thằng truy cập đến một phần tử. Ngoài ra thì ta có một cái thủ tục kế thứ hai là thủ tục nối sâu. Thủ tục nối sâu này khá thú vị, các bạn cùng quan sát như sau. Bây giờ thì có hai cái sâu. Bây giờ thầy gọi nó là sâu S1 và sâu S2. Đấy. Dòng thứ nhất thầy nhập sâu S1. Đấy. Trong file input thầy cho sâu của thầy là A, D chẳng hạn, mật khẩu mới của các bạn. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện bài toán là đây là sâu thứ nhất, đây là sâu thứ hai. Và bây giờ ta sẽ thực hiện nhập vào sâu thứ nhất, nhập vào sâu thứ hai. Bây giờ mình xeo sâu thứ nhất, xeo sâu thứ hai. Bây giờ thầy thực hiện một cái phép toán xeo ra. Thầy khai báo một cái sâu S mới bằng là S1 cộng S2. Bây giờ thầy xeo thằng S ra. Và file input thầy cho số A đi. Rồi. Như vậy thì theo các bạn dự đoán thì với cái cơ sâu S bằng S1 cộng S2 thì khi COS ta sẽ thu được cái gì? Các bạn bật cửa sổ chat giúp thầy. Nếu đây là sâu S1, đây là sâu S2 thì nếu thầy xeo S1 cộng S2 thì thầy ta thu được cái gì? Thầy thu được cái sâu như các bạn trả lời rất chính xác, đó là phép toán cộng sâu thì nó sẽ nối cái sâu sau với sâu trước. Đấy, nó nối sâu sau với sâu trước và dấu cộng. Vậy thì phép toán cộng sâu nó là phép toán nối sâu này với sâu kia. Các em lưu ý nhé, là phép toán nối sâu này với sâu kia và sâu kết quả của ta là sâu A BB. Vậy thì bây giờ ta thử lấy sâu S2 cộng sâu S1 thì nó ra cái gì nhá, S2 cộng với S1. Đấy. Đấy, như các bạn trả lời, như Nguyên và Trung đã trả lời, đó là sâu A B. Như vậy thì ta nhận thấy rằng phép toán S1 cộng S2 nó khác so với S2 cộng S1, bởi vì đây là hai phép toán khác nhau. Việc nối sâu này vào cuối sâu kia với việc nối 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 sâu kia vào cuối sâu này là khác nhau. Vậy thì ta đưa ra một kết luận là phép toán cộng trong sâu là phép toán nối hai sâu, và phép toán cộng trong sâu không có tính chất giao hoán, tức là A cộng B sẽ khác B cộng A. Ở đây ta có thêm một cái nữa, tiện đang nói đến phép toán cộng. Bây giờ thầy gọi ghi là S1 chấm appen. Đó. Đó, appen sao nó lại không hiện lên mình. Bây giờ cái dòng này nó phải màu xanh ấy nhỉ.
Rồi mở ngoặc sâu S2. Các bạn phải kiểm được từ nhé, để thầy kiểm tra lại đấy. Có sao tự nhiên nó không màu xanh nhỉ? Bạn trả lời đi nhé. Cái thằng phần này nó không có lỗi gì đây. Nó báo biến S chưa khai báo. Đấy. À rồi. Bây giờ thầy sẽ thực hiện là khi thầy gắn S1 chấm append S2, bây giờ thầy xeo thằng S1 ra. Câu lệnh append này thì khi mà mình cho S1 là cái sâu AB, sâu S2 là sâu AA, thì S1 append S2 là cái việc nối, thế nối cái thằng S2 vào cuối thằng S1. Đấy. Như vậy thì các bạn nhớ cái thao tác này nhé. Sao cái đoạn này thường thường thầy code nó màu xanh mà hôm nay nó không màu xanh. Thì các bạn lưu ý, câu lệnh này có nghĩa là để nối cái sâu ở trong biểu thức này, nối thằng S2 vào cuối thằng S1. Nó cũng giống như là phép toán cộng sâu thôi, nhưng bây giờ nó cứ put vào cuối sâu nhé. Cái thao tác này là thao tác append, thao tác thường xuyên được sử dụng trong khi thầy bổ sung vào đây câu lệnh append. Rồi. Đó là câu lệnh chèn sâu này cuối sâu kia. Kế tiếp nữa ta sẽ có thôi. Cái chỗ này không cần phải đưa ra nữa. Rồi bây giờ kế tiếp nữa ta sẽ có câu lệnh so sánh giữa hai sâu. Ta có việc so sánh giữa hai sâu thể hiện rằng để kiểm tra xem sâu này có bằng sâu kia hay không. Vậy thì ta sẽ có cái câu lệnh như sau. Bây giờ thầy cho sâu thứ nhất là sâu AB, sâu thứ hai là sâu AA. Bây giờ thầy muốn so sánh hai sâu này có bằng nhau hay không, thì thầy sẽ có cái câu lệnh là sell. Thầy có thể khai báo ở bool bằng một cái biến kiểm tra bằng S1.compare thằng S2. Câu lệnh này là để so sánh xem S1 có bằng S2 hay không. Nếu có thì nó sẽ trả về giá trị true. Vậy về mình so sánh thằng sell thằng KT đây. Biểu thức compare thì là biểu thức so sánh thì nó sẽ trả về giá trị true hoặc false. Thực tế khi xử lý sâu các bạn nhớ nắm được càng nhiều hàm càng nhiều thủ tục đấy. Nó true thì tức là nó nhận giá trị được bằng một, false nó giá trị bằng không. Sao lại bằng một được nhỉ? À, kiểm tra xem hai sâu này có bằng nhau hay không. Để thầy thử lại. AB à. Làm sao mà nó lại ra được giá trị một nhỉ? Nó phải bằng không chứ, hai sâu này khác nhau cơ mà. Ừ. Thầy thử sâu khác xem sao. Sao gần một thế này? Để xem bài thằng compare này. À đây, thầy cũng tiện đây thầy giới thiệu luôn các em là cái file C cộng cộng thì thầy trò mình hay các bạn ghi có chữ C plus plus C plus plus. Khi các bạn tra cứu bất cứ cái hàm hay thủ tục nào vào C ở trong ngôn ngữ lập trình C khi học lập trình, các em nên tra cứu ở trang này nhé. Ví dụ vừa rồi thầy ghi là có chữ compare string là compare kiểu string.
Thì bây giờ ta sẽ click chuột vào đấy để ta tìm ví dụ. Chờ nó chạy tí. Thì trong quá trình cái kết quả này nó trả về rất nhiều các cái kết quả. Các bạn có thể lấy một cái compare input là string. Rồi, thì tổng lại lấy luôn compare của string đây. Lấy luôn cái kết quả tìm kiếm đầu tiên. Rồi trong này người ta giới thiệu các cái tham số vân vân mây mây. Thì về ta cái ta quan trọng nhất là ta tìm được cái ví dụ đây. À, bây giờ người ta cho show S1 là bằng từng này. S1 là cái green apple, S2 là red apple. Khi đó người so người ta sẽ S1 chấm compare S2 mà khác không thì thông báo số S1 không phải là số S2. Ngược lại thì ta so sánh S1 chấm compare của cái hàng compare này lợi hại nhỉ? Nó có cả tham số vào bên trong nữa. Cái tham số bên trong này nó đâu nhỉ? Đúng chút của compare. Bọn con nó lại vào nhà thầy phá. Đây là so sánh từ vị trí bắt đầu so sánh với độ dài thì so sánh trên sâu. Nếu không có. À, khi so sánh thì nếu nó bằng không thì so sánh bằng. Nếu nó nhỏ hơn không thì có một số các cái ký tự đầu tiên không cùng kiểu, tức là bé hơn trong tất cả các cái so sánh các ký tự này để so sánh các sông ngắn. Ok, sửa lại đây một chút. Sao con pe của mình nó lại cứ ra là không cái gì? Nó chạy hơi bằng cơm một tí. Lạc quan đi tôi. À đấy, nó ra khác nhau này. À quên. Nhập file output là sợ. Đấy, như vậy thì cái thằng compare này thì khi hai sâu mà bằng nhau, mà khi so sánh hai sâu ấy, nếu hai sâu này mà bằng nhau thì tức là hai sâu nó giống hệt nhau ấy, thì cái hàm compare này nó sẽ trả về giá trị là không, còn nó trả về cái giá trị khác không thì khi đó nó sẽ là khác nhau. Ví dụ như bây giờ thầy cho sâu này là sâu 1,2, dưới là sâu AB, thì khi đó ta gọi thủ tục compare thì nó sẽ thu được là hai sâu này là khác nhau, bởi vì khi so sánh hai thằng này thì nó sẽ trả về, nếu nó bằng không thì nó giống nhau, mà nó khác không thì nó trả về là như vậy, thì compare nó sẽ là một cái giá trị hoặc là bằng không hoặc là khác không. Đã. Vậy bằng không là giống nhau, khác như không là khác nhau. Rồi, đó là ví dụ về
Hàm con P. Rồi, beta cái hàm kế tiếp nữa là hàm so sánh, hàm tìm kiếm vị trí để xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong sâu thằng S.5. Các em lưu ý nhé, tìm kiếm vị trí đầu tiên của sâu này trong sâu kia. Vậy thì hàm tìm kiếm này thì ta sẽ hoạt động như sau. Bây giờ thầy có sâu S1 là sâu AB 12 ABC. AB à, AA. Đây là sâu AB. Đây là sâu S1, đây là sâu S2. Bây giờ thầy thực hiện yêu cầu là tìm kiếm vị trí đầu tiên của sâu này. Bây giờ thầy gắn NTP thì bằng S2 S1.5 S2. Tìm kiếm vị trí đầu tiên của S2 trong S1. Các bạn hãy cho thầy biết P bằng mấy? Các em bật cửa sổ chat lên nhé. Xin mời các bạn cho kết quả. Thầy đã nhận được hai kết quả. Thầy nhận được 4 kết quả. Xin mời các em còn lại hãy phát biểu ý kiến để biết rằng là các bạn vẫn đang theo dõi bài học nhé. Cho sâu sâu bên trên là sâu S1. Còn dưới này là sâu S2. Bây giờ ta thầy gắn P bằng S1.5 S2, tức là tìm kiếm trong sâu vị trí đầu tiên của S2 trong sâu đầu S1. Rồi, thầy nhận được thêm câu trả lời của Đam nữa là 2. Xin mời các em còn lại. Luật thì sao? Mạnh dạn lên. Hãy cho thầy biết P bằng mấy? Huy, Tuấn Anh. Luật cho bằng 2. Hoàng Gia Bảo âm thầm đâu rồi? À, tối nay cho rồi nhỉ. Rồi và ta nhận thấy có ngay kết quả. Và ta chốt luôn. Và ta thấy luôn kết quả của bài toán này là tìm kiếm vị trí đầu tiên của sâu S1 trong sâu S2 trong sâu S1 thì nó sẽ thực hiện đi tìm trong sâu này từ trái sang phải. Gặp sâu AB lần đầu tiên thì nó dừng lại và con trỏ nó dừng ở vị trí này. Do đó kết quả nó trả về ra P bằng 2. Các em nhé, kết quả P bằng 2. À, bạn nào trả lời P bằng 3, bạn đã đưa trúng được một vé xổ số đi Tây Thiên. Chúc các bạn may mắn lần sau. Cảm ơn các em. Đúng rồi, chính xác. Nó bắt đầu đếm từ 0. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện chạy với bài toán này. Ta xóa cả sâu ý tôi đi. Về thầy xe thằng P ra. Dạo này thầy gà thế nhỉ? Okay.
Đấy, nó ra kết quả bằng 2 nhé. Rồi, vì nó ra kết quả bằng 2 nên từ đó ta sẽ nhận thấy rằng trong quá trình tìm kiếm sâu thì PS.5 nó sẽ trả về cái vị trí đầu tiên xuất hiện. Bây giờ thầy cho sâu của thầy không phải là sâu AB nữa, thầy cho sâu này là sâu AC. Bây giờ thầy chạy thử với chương trình xem nó ra cái gì. Đấy. Thì khi đó nó sẽ ra kết quả là âm 1, tức là không tìm thấy. Các bạn lưu ý nhé. Với sâu mà nào mà không tìm thấy nó trả về âm 1 là không tìm thấy. Trên thực tế nó là trong quá trình tìm thấy nó sẽ trả về là kết quả là một số nguyên dương. Nên ví dụ như là chừng nào sâu S2 mà còn trong sâu S1 thì thực hiện các yêu cầu sau đây. Thì cái câu lệnh đó là chừng nào S1 chấm phi S2 lớn hơn không. Các bạn lưu ý nhé. Vậy thì ta có cái câu lệnh này là câu lệnh tìm kiếm là trả về vị trí đầu tiên của sâu này xuất hiện trong sâu kia. Và khi chạy với cái test này thì các bạn hãy cho thầy biết. Kết quả trả về bằng bao nhiêu? Thầy vẫn sử dụng cái câu lệnh là gắn P bằng S1 chấm phi S2. Các em hãy cho thầy biết là kết quả bằng bao nhiêu. Mọi người cho rằng kết quả bằng 3, Kiều cũng cho kết quả bằng 3. Rồi, lần này thì ta cho kết quả bằng 3. Tại sao nó không trả về thằng 12 này? Bởi lẽ cái thằng S.5 nó hoạt động rất thú vị. Nó cứ for từ đầu sâu cho đến cuối sâu. Khi gặp một cái thằng nào mà đúng bằng cái thằng cần tìm thì nó dừng luôn ở đó. Nhá, nó dừng luôn ở đó. Vậy thì bây giờ thầy muốn tìm tiếp cái vị trí này thì theo phương pháp thủ công ta xóa nó đi. Thì lần tìm tiếp nó sẽ tìm được cái số này. Còn nếu không xóa nó đi thì lần tìm kế tiếp nó vẫn tìm về cái số này. Ví dụ thầy có bài toán là hãy thay thế tất cả các số 12 bởi số 13. Thì thầy sẽ thực hiện công việc là tìm số 12 trong sâu. Ồ, thay nó bởi số 13. Sau đó lại tìm số 12 trong sâu, thay nó bởi số 13. Đấy. Đấy. Tìm số 12 trong sâu, thực hiện yêu cầu nào đó. Thì cứ mỗi lần ta tìm nó, thì nó sẽ trả về cái thằng đầu tiên tìm thấy. Do đó ta có một cái mẹo rất hay, đó là ta copy từ sâu vị trí đầu tiên cho đến vị trí này. Ta gấp nó sang một sâu kết quả. Sau đó ta lại làm tiếp cái bài toán xử lý số 12 này ở đây. Đấy. Sau khi xử lý xong, ta lại gấp thằng này đi. Ta còn thằng này, còn thằng này không có số 12, đẩy nó nốt vào trong sâu kết quả là ta thu được luôn. Cái đó người ta gọi nó là kỹ thuật xử lý sâu. Vậy thì ta lưu ý thằng là S.5 của ta nó sẽ trả người ta kết quả bằng 3 giống như các em đã trả lời nhá. Rồi như vậy thì câu lệnh S.5 là câu lệnh dùng để trả về vị trí đầu tiên xuất hiện của sâu này trong sâu kia. Rồi đó là ta có cái hàm tìm kiếm sâu ở đây. Rồi kế tiếp nữa ta có cái hàm kế tiếp là hàm sao chép sâu. Hàm sao chép sâu là hàm sắp str lấy trong sâu S từ vị trí thứ P đi L ký tự. À chỗ này khá thú vị đây. Bây giờ thầy thực hiện như thế này. À, thầy gọi sâu S3. À thôi thầy có sâu S1 rồi. À, thầy tôi gọi thằng S1 chấm sắp str. Bây giờ thấy cái sâu này với bộ test này thì theo các em câu lệnh này thì S2 bằng mấy?
Em bật cửa sổ chat nhé, hãy chờ đến. Thực tế bài tập về sâu chỉ cần nắm được các cái hàm và thủ tục và không quên thì chắc chắn sẽ chạy đúng. Thầy nhận được một kết quả khá thú vị, 12. Xin mời các em khác mạnh dạn cho kết quả. Thầy gọi S1.substr3.2 của cái sâu AB12 AB12D. Hỏi kết quả S sâu S2 bằng bao nhiêu? Chung đặt ra giống 12 và rất chi là hỏi. Xin mời thầy muốn nhận được 11 câu kết quả của các bạn khác. Nào, mày trả lên. Ngoài hai bạn xung phong trả lời luôn kết quả bằng 12 thì phía bên kia 500 anh em đang âm thầm bật máy cốt để chạy xem kết quả bằng bao nhiêu. Kiều trả lời là 10 12 ạ à, hay anh Kiều trả lời 12 ạ à, hay là 12 a à? Chưa thấy Gia Bảo trả lời phát nào. Hôm nay thấy ông Trần Gia Bảo bùng học chạy đâu mất. Các bạn mà vắng buổi nào thì các em xem lại video bài giảng nhé. Chỗ anh Đam cũng để ý cái video các bài giảng, có thời gian em xem lại. Và xem nhanh nhất là em xem ở trong file PDF thầy gửi ở trong nhóm ấy. Thì ta sẽ từ đây 1 cho đến file hôm nay ta đang ở đây 15. Thì em sẽ xem tổng hợp nó sẽ nhanh hơn. Sau đó nhớ like, share, comment cần lực cái kênh video YouTube của thầy. Rồi bây giờ như vậy thì với cái test này các bạn đều trả lời luôn câu hỏi đó là nó sẽ trả về bằng 12. Câu lệnh sắp str là sao chép trong số s từ vị trí thứ ba 0 1 2 3 à từ vị trí thứ ba đi hai ký tự. Có lấy hai ký tự. Vậy thì ta thu được số 12. Vậy thì bây giờ ta thử chạy thử chương trình xem sao. Là quả. Đấy, nó thu được là 12. Như vậy thì các bạn thấy có một cái điều rất hay là khi ta xác định được cái vị trí nào đó và số lượng ký tự cần sao chép thì ta sẽ copy được cả cái khúc đó. Và khi copy được khúc đó rồi thì các bạn nhớ nhé, từ cái vị trí trước vị trí mình vừa tìm thấy thì ta có thể gấp nó vào một sâu khác. Từ vị trí này đến vị trí này ta có thể gấp nó vào một sâu khác, và từ vị trí này đến vị trí cuối này ta có thể gấp nó sang sâu khác được nhé. Từ đó các bạn mới có kỹ năng xử lý sâu. À chưa, mới có hai ba chiếc thôi mà. Vừa rồi ta là thằng sắp str, các bạn nhớ khai thác nó nhé. Rồi kế tiếp nữa ta có thằng s toy. Cái thằng này là cái thằng rất buồn cười. Ngày xưa thầy hả, thầy tìm hiểu về C cộng cộng, có bạn học sinh hỏi thầy là thầy ơi bây em muốn chuyển một sâu sang số thì em làm thế nào, thầy bảo s toy. Thế bạn ấy cười khành khạch và không biết sao lại s toy, kiểu giống như gà toy vì toy ấy, thì bảo sao lại s toy thì như thế này. Tức là bây giờ thầy có một cái sâu là sâu như thế này, nó dưới dạng sâu ấy. À thôi thì thầy lấy luôn cái sâu khi nãy đi. À, thầy lấy luôn cái sâu này, sau đó thầy copy trong sâu S từ vị trí thứ ba đi hai ký tự, với như vậy thầy thu được thằng S2. Đấy đúng rồi, và khi thầy có được thằng S2 rồi, bây giờ thầy muốn convert thằng S2 từ kiểu số nguyên à từ kiểu sâu sang kiểu số nguyên thì khi đó ta có cái câu lệnh là string to int, thì cái từ này người ta viết tắt các ký tự là chữ S, chữ T, đấy, chữ O là tu, chữ Y đấy. Đấy thì người ta đọc nó là S toy đấy, chính xác. Vậy thì ta có S to string này, S to int, S to double, S to float, S to lung tung, các em có thể sử dụng các kiểu dữ liệu mà ta có thể string to được nhá. Vậy các bạn phải hiểu bản chất để chứ đừng đi nhớ
hôm sau lại mình chẳng nhớ cái thằng chuyển sâu sang số kiểu gì, cái gì mà toi toi. Vậy nhớ rằng chữ S đây là chữ string, còn to tu y kia là int nhé, kiểu int là kiểu ta sử dụng phổ biến nhất. Vậy thì bây giờ thầy khai báo một cái biến p thầy bằng là s toi s toi cái thằng s2 đấy, sau đó thầy cao thằng p ra. Nghe thấy toi là đã thấy buồn cười rồi đúng không? S to int, string to int, string to long long, string to double. Đấy, thầy thu cũng thu được số 12. Đấy. Và với số 12 này thì thầy cũng có thể về, ví dụ như trong một cái bài cho một sâu, hãy tách các số ở trong sâu này ra. Thì công việc của thầy là for từ đầu sâu đến cuối sâu, cái thằng nào là ký tự là số thầy nối nó lại thành một sâu, sâu số. Khi gặp một ký tự khác không phải là số thì thầy convert cái số này từ sâu sang số, thầy sau đó thầy đẩy nó lưu vào trong mảng C. Vậy thì thầy thu được mảng C có cái phần tử này. Sau đó thầy khởi tạo cái biến tạm bằng rỗng, thầy lại chạy tiếp. Gặp ký tự là số thầy lại nối tiếp vào. Đến khi hết ký tự là số thầy dừng lại. Thầy thu được sâu này thì thầy sẽ thực hiện việc là convert nó sang số, sau đó đẩy nó vào trong mảng C. Bạn nào sử dụng vector tốt như Vũ Huy có thể dùng vector tốt, hoặc Băng dùng tốt, hoặc cả Trung nữa. Thì các em put nó vào trong một cái vector, sau sót lại cái vector đấy. Hôm trước thầy đi tắm công viên nước ở Thiên đường Bảo Sơn về, thế là bị ho hen mất mấy hôm vì cái tội chơi cầu trượt với thằng con trai của thầy. Với đứa con gái chơi cầu trượt ở trong ống hơi nhiều. Họ mất 3 hôm mà chưa khỏi. Nói chung mình cũng phải trở lại tuổi thơ một tí. Chơi cầu trượt với trẻ con cũng vui mà cảm giác cực phiêu. Khi nào các bạn đi chơi cầu trượt, các bạn nên thử trượt theo kiểu nàng tiên cá, cảm giác cực phiêu. Thì câu lệnh etoy của ta là câu lệnh là đổi số sang sâu. Bây giờ nhá, bây giờ thầy sửa lại cái file input, thầy ghi là chấm 34. Như vậy ở đây thầy cần phải copy 5 ký tự. Copy trong sâu S từ vị trí thứ 3 đi 5 ký tự. Đợt vừa rồi thầy cũng muốn đi dưới Hạ Long, nhưng mà do đợt vừa rồi hôm vừa rồi thầy đi công tác ở Hà Nội nên tiện thể thầy bách luôn cả nhà đi Hà Nội, nên đi thiên đường Bảo Sơn đi ngắm mấy chú tê giác đấy. Các bạn để ý nhá, bây giờ thầy mà xeo thằng S2 ra, cái thằng Darango Park, cái chỗ đấy hay mà, chỗ đấy thầy rất hay đi ở đấy. Thầy như cũng đã trải nghiệm được tất cả các trò, trong đó trò ấn tượng nhất đó là cái trò mà sừng tê giác ấy. Các bạn có cái như này, sau đó nó quay 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 các bạn lên, sau đó nó quay phát lên trên này, sau đó nó dừng lại, nó quay 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 lên trên, xong nó lại rơi cái vù cái sang bên này, khá thú vị. Có thời gian các em nên trải nghiệm nhé. Ở đây ta dừng lại một tí, câu chuyện bên lề ta đi xa quá rồi. Hôm nào có dịp thầy cho ta bàn chuyện. Rồi bây giờ ta nhận thấy rằng là bây giờ thầy cho sâu S của thầy là thầy copy trong sâu S từ vị trí thứ 3 đi 5 ký tự. Đây là thầy lấy một cái sâu dưới dạng số thực. Nó có chứa số thực nhé. Sau đó ta sẽ thực hiện cái việc là cao sâu S2 ra thì thầy thu được là sâu là một sâu chứa số thực. Nhưng mà bây giờ thầy thằng gọi thằng P thì bằng S to S2. Bây cái thằng S2 của thầy đang là một sâu chứa số thực. Nhưng khi mà thầy convert nó sang số nguyên thì thầy lại thu được một số nguyên. Đấy, cái đặc điểm này mọi người nhớ nhé. Khi thu nó, convert nó sang thì ta thu được một số nguyên. Nhưng nếu thầy convert nó sang một cái kiểu float S to S. Ở đây thì thầy sẽ out fish. Người ta cứ sell thằng P ra đi. Đấy. Thì ta nhận thấy rằng số của mình thu được là số thực. Đấy. Ê, như vậy thì các em để ý nhé. Để convert một sâu dưới dạng các số thực thì ta sử dụng
cái thằng là S2F. Cái từ S2F này không phải là top tiết gì đâu, mà nó là string to float nhá. Mọi người chú ý nha, string to float. Đấy. Thì khi đó ta sẽ thu được một biến kiểu số thực. À, tương tự như vậy đối với các cái hàm khác nhé. Tương tự như vậy đối với các hàm khác, các em lưu ý. Tương tự đối với hàng S2D, S2F, S2 lông côm. Rồi ta có thêm cái nữa, cái thằng thằng kế tiếp nữa. Thằng vừa rồi là thằng các cái thằng S to, S tép. Bây giờ ta sang cái thằng kế tiếp nữa là hàng thằng to string, thằng này là thằng dùng nhiều nhất. Thằng này với thằng S to là hai thằng dùng chủ yếu khi đi thi nhé. Một cái là chuyển đổi số thành sâu, một cái đổi sâu thành số. Vậy thì bây giờ thầy chuyển đổi sâu thành số. Thì bây giờ bài toán của thầy thầy lại có một cái khá đơn giản. Bây giờ thầy xin một cái số nguyên dương n, số nguyên dương n. Đấy. Bây giờ thầy thực hiện là convert số n này thành một cái sâu mới. Thầy có sâu trinh, thầy đặt nó là sâu SN chẳng hạn. Thì để đổi số nguyên dương n thành sâu thì thầy có tu gạch chân string. Đó, rất rõ ràng. Đổi thành n. Sau đó thầy xeo thằng n ra. Đấy. Vậy thì ở đây ta quay sang bên n thì thầy lấy một cái sâu là sâu 1 2 3 5 chẳng hạn. Để chạy chương trình. Thì cái ta thu được là 1 2 3 5. Vậy thì ta có thằng này là thằng to string nha. To string n. Vậy thì cái thằng to string này là đổi một số thành một sâu và lưu nó dưới dạng sâu. Bây giờ thầy thực hiện với sâu này rồi, bây giờ thầy thực hiện là ôn thôi. Bây giờ cái sâu SN này thầy thực hiện cái công việc là thầy khai báo sâu S2 thì bằng là copy thầy bằng là SN chấm sub str chẳng hạn đấy. Trong copy trong sâu S2 từ vị trí thứ 1 đi 2 ký tự. Thì các bạn hãy cho thầy biết kết quả bao nhiêu. Nào, xin mời các bạn hãy cho thầy biết kết quả bằng bao nhiêu. Thằng mẹ. Trung rất hoang mang về đặt dấu hỏi rất lớn nhé. Các em khác. Hãy cho biết là cái thằng n chấm sub str 1,2 thì khi đó thằng cell thằng S2 ra kết quả là bao nhiêu? Nhưng mà các bạn comment hãy cho thầy biết nó là bao nhiêu. Nào mọi người đâu rồi? Hãy cho thầy biết kết quả nào. Lạc quá. Thầy trong lúc chờ đợi mọi người trả kết quả, ta chạy thử xem sao. Ở bên này ta phải xem bằng headline.
thì nó thu được số 23 giống như Trung vừa bảo. Như vậy thì ta nhận thấy rằng vừa rồi ta áp dụng được một thủ tục, à một cái hàm để copy nó trong sâu này trong sâu kia, thì điều đó chứng tỏ rằng cái việc từ đó thì chứng tỏ rằng là cái việc mà ta convert từ số sang sâu đã thành công. Việc convert từ số sang sâu thành công thì chứng tỏ rằng à như vậy là ta đã có một công cụ để đổi số thành sâu. Về cái cách đặt tên biến thì ví dụ để biến đổi số n, convert số n từ kiểu nguyên sang kiểu string thì thường thì thầy hay thêm chữ s đằng trước đó, có nghĩa là đổi số n thành sâu n đấy. Sâu n tức là string n đấy, trên bàn thôi. Rồi, ta có thêm các cái thủ tục đó là s.ej và s.remove. Bây giờ ta có cái thủ tục đầu phổ biến nhất ta đang sử dụng là s.ej, là xóa trong sâu s từ vị trí thứ p đi l ký tự nhá, thủ tục ej. Cái để nhớ được cái thằng này thì các bạn nên tóm tắt nó thành các cái gạch đầu dòng dán đâu đó ở quanh góc học tập. Vậy thì s.ej bây giờ thầy có sâu s là bằng đường này. À, đây là số nguyên dương n của thầy đang này. Bây giờ thầy thực hiện là xóa trong sâu S. Thầy gắn S2. À, thầy gắn S.ir. Xóa trong sâu S từ vị trí thứ hai đi một ký tự. Sau đó thầy xeo thằng S ra. Theo các bạn, S bằng bao nhiêu? S.ir xóa trong số S từ vị trí thứ hai đi một ký tự. Rồi anh Đam nha trắng cái trả lời là 1, 2, 5. Trung cũng cho vậy. Vậy thì vị trí thứ hai 0 này, 1, 2, xóa đi vị trí thứ hai đi một ký tự, vậy ta xóa số 3 đi, kết quả ta thu được là 1, 2, 5. Vậy thì ta thử chạy thử xem có đúng không, nói vui thì thế thôi, về code chương trình chạy đúng hay không thì ta xem. À, sâu này sâu xóa trong sâu SN, xin lỗi bởi vì cái ta đang thu được sâu N ở đây. Cái việc xóa như thế này là cái sâu xeo thằng SN. Nhớ rằng đây là thủ tục nhá. Thủ tục thì nó đứng một mình, nó không gán cho thằng nào cả. Bởi vì ở ta xóa tự thân trên trên chính nó thôi. Có công cụ này rồi thì sau này ta tùy biến đấy. Đấy, ta thu được 1, 2, 5 đúng như cái kết quả các bạn báo. Bây giờ thầy xóa trong sâu S từ vị trí thứ hai đi 6 ký tự. Chạy một phát xem nó ra cái gì. Đấy thì nó cũng rồi 10 điểm cho bé một iPad 5 phút có một điều Đấy, như vậy thì tới thời điểm này thì ta nhận thấy rằng ồ cái hàm s.ej nó rất lợi hại nhé. Khi mà ta xóa quá số lượng quy định trong sâu thì nó xóa cho đến cuối sâu nhé, nó xóa cho đến cuối sâu. Vậy thì bây giờ thầy là xóa trong sâu s từ vị trí thứ một đi s chấm sai ký tự. Đấy, thầy có câu lệnh này. Theo các em, kết quả bằng bao nhiêu? Nào xin mời các em hãy trả lời.
Thế mời các em uống nước á và ăn kẹo ngậm nữa. Ta sử dụng máy tính, các em nên thường bổ sung lượng nước thường xuyên để cái võng mạc mát của mình nó không bị khô. Đam cho bằng 15 và dầu sao. Tức là kết quả thêm 15. Lúc đầu là 12 chuyển sang 15, băng cho 15. Ok. Các bạn khác thì sao? Bay màu đâu hết rồi ta? Xin mời Kiều, mày già lên, Luật mày già lên. Tuấn Anh đâu? Được bảo Tuấn Anh. Ôi giời. Comment của Đam thế thầy chịu rồi. Nguyên mạnh dạn cho là 15. Vậy tại sao bằng 15 thì ta cùng quan sát như sau. Thì ta có S chấm sine của sâu này nó sẽ trả về là độ dài của sâu nó cho bằng 4. 4 chia 2 là bằng 2. Đấy. Như vậy thì nó sẽ xóa trong sâu S từ vị trí thứ 1 đi 2 ký tự. 0, 1. Đấy, từ vị trí thứ 1 đi 2 ký tự. Như vậy là nó xóa đi số 23. Vậy ta thu được số 15. Nhớ nhá. Như vậy thì trong các tham số này ta có thể đấy. Rồi bây giờ các bạn quan sát thầy. Bây giờ thầy có cái câu lệnh này. Đây là số S1, đây là số S2. Ta có cái câu là S1 chấm Y. Thằng là S1 chấm phi. Thằng S2 đi S2 chấm sai. Rồi, bà con cho thầy viết kết quả bằng bao nhiêu? Nào, xin mời ok. Hãy cho thầy biết kết quả bằng bao nhiêu. Ai à? Đang mà băng cho kết quả rất nhanh. Nào xin mời lại bay màu đâu mất hai bạn rồi. Ở đây thì ta nhìn thấy như này. Thông thường sau này khi ta cài đặt thì ta sẽ gặp những cái câu lệnh như này. Vậy thì ta nhận thấy rằng là ta sẽ xử lý từng thằng một. Ta có S1 chấm phi S2, tức là tìm thằng vị trí đầu tiên của thằng S2 trong thằng S1. Thì ta nhận thấy rằng là sâu AB này xuất hiện đầu tiên trong sâu này. Đó chính là ở đây. Và đây là 0, 1, 2. À như vậy, cái số này nó sẽ trả về là nó tương ứng với câu lệnh một là S1 chấm Y là trả về là vị trí thứ hai. Từ S2 chấm sai là độ dài của thằng S2. S2 chấm sai nó trả về bằng 2. Câu lệnh này nó là xóa trong sâu S1 từ vị trí thứ hai 0, 1, 2 đi 2 ký tự, tức là xóa đi chính độ dài của cái sâu đấy. Thì khi đó ta sẽ thu được là một cái sâu mới đã được xóa đi hai cái ký tự đấy. Và như vậy thì ở đây luật cũng đã đưa ra được cái kết quả như thế. Điều này có nghĩa là vừa rồi thầy sử dụng công cụ bằng cái câu lệnh này là đầu tiên thầy tìm kiếm cái sâu đó, sau đó thầy xóa sâu đó khỏi sâu tìm kiếm. Nếu thầy sử dụng cấu trúc lặp while mà chừng nào mà cái thằng S1.5 S2 mà lớn hơn không ấy, mà sau đó thầy thực hiện câu này thì nó đồng nghĩa với việc là xóa tất cả các sâu S2 trong sâu S1. Các bạn nhớ nhé, xóa tất cả các sâu S2 trong sâu S1. Đấy.
Nên mình sẽ có cái áp dụng cái tư tưởng xử lý sâu như thế. Nên với mỗi sâu khi mà mình vận dụng cái hàm xóa thì mình xác định là mình sẽ xóa từ đâu và xóa bao nhiêu ký tự. Ví dụ như muốn xóa độ dài của một sâu thì mình xóa đúng bằng len của nó, s chấm size của nó, đúng không? Còn bây giờ giả sử bây giờ thầy muốn copy cái khoảng từ đầu sâu cho đến vị trí vừa tìm thấy. Nếu như thằng này là thằng s1.file s2 thì rõ ràng cái thằng này thầy gắn p bằng s1.file s2 thì cái chỉ số này chính là thằng vị trí thứ p trừ 1. Như vậy thì mình sẽ copy từ đầu sâu từ vị trí thứ 0 cho tới p trừ 1 ký tự là mình đã copy được cái đoạn đầu. Đấy. Mình nối nó vào đâu đó. Mình có thể thực hiện thằng này. Nếu đây là vị trí p thì vị trí hết độ dài sâu này đó chính là p cộng với s2 chấm size trừ đi 1 thì nó chính là cái vị trí bắt đầu cho một cái sâu kế tiếp. Vậy thì bắt đầu từ sâu kế tiếp mình có thể copy nó sang một vị trí mới để ta xử lý khéo léo. Các bạn lưu ý chỗ đấy nhé. À, bây giờ ta thử lại cái sâu này xem nó có chạy được không. Mấy thầy trò mình cứ tung tăng làm. Ở đây thì ta có C in S1, C in S2. Lưu ý rằng khi C in S1 S2 thì S1 S2 không được phép có dấu cách trống. Bà con lưu ý. Còn nếu không ta sử dụng getline C in như ở trong hướng dẫn. Rồi ta thực hiện tiếp cái công việc là S1.Array là ta có S1.file S2 đấy. Rồi chấm phẩy. Sau đó ta xeo thằng S1 ra. Biết thằng S1 được khai báo chưa? Ồ khai báo rồi. Bây giờ ta có S1, S2. Xóa những dòng dấu. Nhá, các bạn để ý test của mình chỉ có hai dòng thì bên này nó chỉ hiển thị số 1 và 2 nhé. Đó, các bạn lưu lại. Sau nó sẽ lưu số 3, kệ nó đi. Bài tập về sâu loanh quanh luẩn quẩn chỉ là vấn đề sử dụng các hàm và xử lý khéo léo trên sâu. Đấy. Thì ta thu được sâu kết quả giống như ta các bạn vừa làm. Đấy. Ủa chào con gái, con gái cũng muốn đi học về nè. Rồi, ta lại vừa rồi thầy cho mình đã giải quyết được cái thằng s.ery. Ngoài ra có ta có s.remove cũng được mà thầy chẳng mấy khi dùng nó. Thầy chủ yếu dùng thằng s.ery để muốn xóa một khúc nào giống như con rắn nhiều khúc ấy, mình muốn băm lấy khúc nào, lấy chỉ số đầu là chỉ số vừa tìm thấy trừ đi 1 là ta từ 0 cho đến chỉ số trừ 1 là đoạn đầu. Từ vừa chỉ số tìm thấy cộng với len của nó trừ đi 1 thì đó là chính là khúc giữa. Còn từ vị trí kia cho đến cuối dãy đó là khúc cuối. Với các khúc như thế mình sẽ có thể băm nó nhỏ nó ra theo cái cách mình mong muốn nhé. Ở đây ta có thêm cái câu lệnh to lower và to upper. Thằng to lower và to upper sử dụng là để chuyển ký tự thường thành ký tự hoa. Vậy thì ở đây ta sẽ vận dụng luôn. Ví dụ như thầy có sâu này. CAB123. Thì vậy thì sau khi thầy thực hiện nhập sâu xong thì thầy sẽ thực hiện đi từ đầu sâu cho tới cuối sâu. Sâu sẽ có chỉ số bắt đầu từ 0 nhé. S.size. Đây thầy thầy đang sử dụng sâu S1.size. Trừ 1. Bởi vì các ký tự trong sâu được đánh số thứ tự từ 0 cho tới S.size trừ 1. Và thực hiện công việc là đến ký tự thứ y thì thầy gắn ký tự thứ y bằng ta có to lower, chứ lower là thấp đúng không, tức là nó đang hoa thành thường rồi. Vậy ta có to upper là thành chữ thường bật thành chữ hoa. Đấy. Khi khách hàng điền họ tên khách hàng vào khi lưu vào cơ sở dữ liệu các bạn sẽ thực hiện xử lý chuẩn hóa sâu bằng cách, vì khách hàng có thể bật caps lock hay không bật caps lock nên họ tên của họ nó chưa thành đẹp, các bạn upper nó lên hết thành một sâu toàn chữ hoa. Đấy. Upper chính ký tự thằng SI. Đấy. Bây giờ ta đang tương tác sâu S1. Bây giờ ta sẽ xem thằng S1 đây. Đấy. Bây giờ ta chạy thử xem sao.
Đấy. À, sau khi chạy xong thì ta thu được một sâu là sâu in hoa. À, anh Minh có hỏi giảm lag. Muốn giảm lag em hãy sử dụng mạng của FPT tháng một gói một tháng chỉ có 206 k. Như vậy thì ta có hàm to upper là hàm để chuyển từ chữ thường sang chữ hoa. Còn muốn đổi từ chữ hoa sang chữ thường thì ta lại có to lower. Ở đây thì ta có cái câu lệnh transform, câu lệnh này khá thú vị. Chuyển sâu S từ vị trí đầu tiên đến vị trí cuối cùng. Đấy. Cái thằng sử dụng thằng transform câu lệnh này khá thú vị. Nhưng thôi, tại thời điểm này ta sử dụng to lower, to upper. Hãy lưu ý rằng cái việc to lower hay to upper nó chỉ bật từng ký tự thường thành ký tự hoa hoặc nhé, to lower là thành ký tự thường, to upper thành ký tự hoa. Do đó, ví dụ như bây giờ thầy tên của thầy là chữ đây thầy có chữ Đặng Tuấn Thành như này. Bây giờ vì sau này có dấu cách nên thầy sẽ sử dụng câu lệnh get line cin sâu S1, bởi vì sau này chứa dấu cách thì mình phải sử dụng dấu get line mà. Các bạn phản xạ thật nhanh thế nhé, lag quá. Đấy. Mỗi lần chạy thêm máy của thầy thì muốn mua ngay con call đấy, thì khi đó thầy sẽ thu được một sâu chữ in hoa. Nhưng mà bây giờ thầy lại thực hiện lại, thầy chỉ muốn to upper những ký tự đầu tiên của mỗi từ thôi. Thì vậy thì thầy nhận thấy rằng là thầy chỉ bật các ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa khi và chỉ khi ký tự đứng trước nó là dấu cách nhé. Thì khi đó thầy mới bật thằng này in hoa. Vậy thì thầy sẽ thêm một cái câu lệnh là nếu ký tự thứ SI trừ 1 mà bằng dấu cách trống, các bạn sử dụng dấu cách phẩy thì đổi thằng ký tự thứ Y. Nếu thằng SI trừ 1 là dấu cách thì đẩy thằng SI thành chữ in hoa. Rồi về ta thử chạy để xem trông nó vuông tròn thế nào. Nó báo à xin lỗi về số S1. Đấy, thì các ta thấy rằng chữ Tuấn và chữ Thành là nó thành chữ in hoa rồi, nhưng mà chữ Đặng là nó chưa thành chữ in hoa. Vậy thì cái chữ Đặng này nó là ký tự đầu tiên của một sâu, chỉ số thứ tự của nó là số 0. Do đó, trước đó mình gắn S0 bằng to upper của thằng S0. Đấy. Nên khi trong phần mềm trên giao diện nhập dữ liệu của khách hàng, các bạn nhớ cái thao tác này. Có tên khách hàng thích nhập chữ thường hay chữ hoa hay tất cả chữ hoa, nửa thường nửa hoa thì các bạn phật một phát cho nó to upper, thì ta sử S1, ta đẩy hết nó về chữ thường, sau đó ta upper từng từng từ một, thì thao tác chưa đấy thì người ta gọi là thao tác chuẩn hóa sâu, thì ta thu được cái sâu này đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái cách nha, ta làm rồi nhé. Lưu ý rằng cái việc for từ đầu sâu đến cuối sâu ta for giống như mảng một chiều. Ta for y chạy từ đầu sâu cho đến cuối sâu, tức là for y chạy từ 0 cho tới s.size trừ 1. Thông thường có một số các cái phong cách code khác, các bạn hay thường là for cho tới s.size, bởi vì bỏ dấu bằng ở đây đi. Đấy, thì thường các bạn hay code theo kiểu như thế này. Bởi vì ở đây không có dấu bằng, tức là nhỏ hơn bằng s.size trừ 1 nó cũng giống nhau thôi. Thì một số bạn hay làm với sâu, các bạn nên code như thế này, trông nó đẹp và ngầu hơn. Cái bài tập về sâu trong file bài tập day 12 thầy gửi các bạn ở phía dưới là các bài tập rất cơ bản về sâu, và nhiệm vụ của các bạn sẽ tiếp tục làm các cái bài tập này nhé. Còn thầy đang hướng dẫn các bạn các hàm và thủ tục và các em biết cách dùng nó. Trong quá trình dùng nếu chưa thành thạo đến đâu thì bật lại video, các bạn cài video trên kênh YouTube giúp thầy. Đấy, ta có thêm một đoạn đấy. Bên cạnh đấy thì ta có cái thằng transform và thằng stream, đây là những cái thằng mà khá hay để tách các từ trong sâu. Tuy nhiên phần đầu thì ta chưa cần làm đấy. Như vậy tới thời điểm này thì các em đã được giới thiệu hàm to lower, to upper,
rồi hàm to string, hàm xóa, hàm đổi số sang sâu, đổi sâu thành số, đổi số sang sâu thành số, hàm copy một sâu con, hàm tìm kiếm sâu này có xuất hiện trong sâu khác, hàm so sánh thêm hai sâu bằng nhau hay không. Ngoài ra ta có thể so sánh nếu S1 bằng bằng S2 vẫn được, không sao. Đấy, ta có thêm cái thằng append chèn vào cuối sâu hoặc sử dụng phép toán cộng. Ta có hàm độ dài, hàm thay thế sâu. Lưu ý hàm thay thế sâu là một trong những hàm rất thú vị. Nếu những cái câu hỏi trắc nghiệm thì đa số các bạn sẽ hy sinh ở cái câu hỏi trắc nghiệm về hàm replace, bởi vì hàm replace nhiều khi nó hoạt động nó không ngây thơ như mình nghĩ, nhưng khi làm chủ của nó rồi ta hoàn toàn dễ dàng làm việc với nó. Rồi ta quay sang bài toán đầu tiên, bài số 82. Đề bài là cho số nguyên cho sâu S, hãy đưa sâu S vừa nhập ra. Vì nhìn vào cái input này ta nhận thấy sâu S không chứa dấu cách, dẫn đến ta sử dụng câu lệnh cin S. Đưa sâu vừa nhập ta cao nó ra, nhớ endline xuống dòng. Đưa ra độ dài của nó ta cao ra, độ dài là S chấm sai. Rồi xin mời các bạn là làm bài 82 nộp lên trên server nhé. Cái file đây 12 này, thầy gửi lại cái file PDF này ở trong nhóm để các em có để tra cứu những cái hàm và thủ tục. Từ giờ đến bây giờ là thời điểm để các bạn làm bài này. KCB1 đây là rồi, anh Kiều cố gắng tham gia học cùng các bạn cho vui nhé. Để... Tôi vừa nói xong Kiều lại bay màu luôn rồi. Ừ, Huy cứ vào lớp căn bản học, cứ đến giờ học lớp căn bản lịch học vào chờ thầy một tí. Lịch học thì thầy cũng chưa nhớ hết được lịch học của lớp ta. Lớp căn bản sẽ học vào tối thứ ba, thứ năm và chủ nhật Huy nhé. Cứ mạnh dạn vào học. Tối thứ ba, năm và chủ nhật. Thì Huy cứ vào học cho vui các bạn. Sau đó cũng làm quen trong quá trình học, như ở buổi trước thầy nói thì các em cũng làm quen với nhau. Các bạn nào cốt tốt hơn thì sẽ làm quen. Ở đây thì hình như có mỗi anh Đan là ở Hà Nội thôi đúng không? Có. Các bạn comment tỉnh các bạn đang ở giúp thầy với. Thầy nhớ là anh Minh là ở bên Lào phải không nhỉ? Hay ở không, hình như anh Minh ở Bình Dương. À ở Thanh Hóa, thầy nhầm. Anh Minh ở Thanh Hóa. À Đan đã về Yên Bái rồi à? Ừ. Ơ Đam về Yên Bái thì nhờ sang nhà thầy học offline cho đỡ buồn. Xem nào. Học offline vừa bật được cái lịch. Ôi không có xe, trời ơi, em phóng ngay con Rolls Royce của em sẽ sang nhà thầy. Vậy con anh Minh ở Thanh Hóa, Tuấn Anh ở đâu nhỉ? À Tuấn Anh ở Cảm Nhân nhỉ? À thầy hay bị nhầm chỗ Cảm Nhân với Cảm Ơn. Rồi Băng tất nhiên ở Yên Bái không giấu. À đây này, hôm trước thầy có comment ở đây. Ô thích chứ, quên mải buôn với các bạn, quên chữ S thời gian để ta làm. Các bạn làm bài 82 nhá, nộp bài lên server ngay. Bây giờ các cái bài này nó cái giao diện mới thì buổi offline á, buổi offline thì bây giờ thầy đang dạy cái lớp nâng cao, hay là hôm nào băng xuống học lớp nâng cao cho đỡ buồn. Lớp nâng cao học offline là học cái học vào chiều thứ năm và chiều thứ sáu nhé, ca 4:30. Ở ca đấy băng học kiểu gì vậy đây, ca 4:30 đến 6:30. Có cái đường link hay subscribe kênh của thầy Đặng Tuấn Thành, các bạn nhớ đăng ký kênh giúp thầy nhé. Có bao nhiêu tài khoản Google đăng ký hết giúp thầy cho số lượng các bạn học sinh nhé.
Rồi ta xem bản danh của các mọi người đang ở đâu. À, bạn đã leo lên top rồi, ngầu ghê. À, ta đang làm ở cái bài số 82, xin mời các bạn nộp bài 82 nhé. Bài 82 tới thời điểm này về đã có hai bạn nộp, là bạn là Huy và bạn là Trung đã nộp bài 82. Rồi xin mời bà con nộp bài 82. Cái sâu này không có dấu cách nên ta sử dụng câu lệnh CNET. À, độ dài của sâu. Đó là S.size. Đấy. Ta nên gắn nó bởi một biến, sau đó ta xe nó ra trông nó ngầu hơn. Vì ở cái phần này thì nó chưa có yêu cầu thuật toán gì nên để đề bảng như thế nào thì ta làm thế nhá. Bài 82 các bạn làm nhanh bài 82. Sau ta chuyển sang bài 83. Test ở bộ test trên server luôn đầy đủ. Còn cái bài bộ test ở cái lớp nâng cao thì phải nộp lên trên đường link thì mới các bạn mới có để chấm. Vũ Huy nhá, có test ở bài nâng cao các cái bài từ bài 12 cho đến bài 30 là chưa có test thì các bạn phải nộp test lên. Rồi đó là bài số 1 là bài đưa ra độ dài của sâu bằng thủ tục S.size, bằng cái hàm S.size. Các em lưu ý. Khi đọc dữ liệu không có dấu cách thì ta sử dụng câu lệnh C. Vậy thì ta khai báo một sâu kiểu string, một biến P kiểu nguyên. Ta gắn P bằng S.size. Sau đó ta CA thằng P ra cho nó ngầu hơn việc ta CA S.size. Đó là bài thì ô đấy thầy đang nói với các bạn thì bảo vào trang để ép thời gian vào. Em thời gian ta sẽ chia nhanh tất cả các bài ở đây nhé. Chủ yếu ở phần này thì ta sẽ dùng cái các hàm và thủ tục cơ bản để giải quyết nó nhé. Rồi ở cái bài kế tiếp, bài 82 các bạn tích cực nộp nhé. Ta sang tiếp bài 83. Ở bài 83 thì người ta là cho sâu S1 và sâu S. Hai sâu này nằm ở hai dòng khác nhau. Sâu này không chứa dấu cách. Đấy, ta nhìn cái test ta đánh giá được ngay. Đưa ra vị trí đầu tiên của sâu S1 trong sâu S2. Đấy. Vậy thì ta sẽ thực hiện là vì sâu này không có dấu cách, vậy thì ta xin thằng S1. Sau đó ta xin tiếp thằng S2. À, đưa ra vị trí đầu tiên của sâu này trong sâu kia, ta gọi để tìm sâu này trong sâu kia thì ta sử dụng cái thủ tục hàm tìm trong sâu S1 find thằng S2. Đấy. Nên khi đó ta đưa thằng P ra thì đó chính là vị trí đầu tiên của thằng này trong sâu kia. Đó là cái thằng bài thứ nhất.
và bài thứ bài 82 và bài 83. Rồi kế tiếp ta sang tiếp bài rồi ta xem các bạn nộp bài thế nào nhỉ. À, quên xem đây thì hơi khó nhìn. À, ta sẽ nhìn ở trên bảng ranh. À, bài 82, 83. À, hiện tại bài 82 thì nhận được 4 bài nộp của các em. Bài 83 có 2 bài nộp. Bài 83, bài 82 và 83 đúng. À, ta để ý cái test đề bài nhé. À, đây là dự đâu nhỉ? Đây. À, ở đây thì ta nhận thấy rằng là 0, 1, 2, 3. Ở đây nó trả ra kết quả là bằng 3. Như vậy thì ta nhận thấy nhé, thằng ERV View là 0, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Như vậy thì rõ ràng cái kết quả số 6 đây đáng ra nếu ở trong sâu sẽ trong C cộng cộng nó sẽ là số 5. Đúng không? Thì mà kết quả đây ra bằng 6, như vậy kết quả của mình cộng 1. Vậy thì các bạn CL ra thằng P cộng 1 cho đây. Bởi vì trong sâu trong cái sâu kết quả đây nó sẽ phải tăng lên một bước. Đấy. Đây là vì trong sâu đánh số thứ tự nhưng mà trên thực tế thì giá nó sẽ là vị trí. Đấy, ví như ở đây là cái CL view đây, nó là cái thằng này. Đấy. Thì ta mình share ra thằng S 1.5 cộng 1 nhé. Đấy thì vừa thấy các bạn nào chấm bị sai bài số 83 thì là chỗ chung sửa lại nhé. Ta cộng nó lên một đơn vị nhé. Bởi vì ta nhìn thấy với cái test đề bài nó ra kết quả như thế thì chứng tỏ rằng dữ liệu của mình ví dụ như với sâu này này, nếu mà mình tìm bình thường khi chạy chương trình thì nó sẽ ra là giá trị 2, bởi vì đây là vị trí thứ hai là 0 1 2. Nhưng kết quả đây người ta đưa ra bằng 3 thì điều đó chứng tỏ người ta đang tính nó theo đúng thứ tự. Ta đếm tự nhiên, đây là thằng S1, S2, S3 đấy. Thì đây là vị trí thứ ba. Thì nó ra 3 như vậy và cái kết quả của mình là thằng S1.5 cộng 1 nhé. Đó là bài toán ta 83. Nhớ Cin 1, Cin S1 và Cin S2. Kế tiếp ta sang bài số 84. Bài 84 là cho sâu S1, S2 đếm số lần xuất hiện sâu này trong sâu kia. Ôi, đây là một bài cực hay. Bài này thì thầy sẽ phải chữa một cách cực kỳ chi tiết. Các em đang làm dở công bố 81, 82 thì làm thật nhanh nhé. Và bài 83 ta sẽ bài 84 ta sẽ phải làm chi tiết. Các em có 2 phút để làm câu 81, câu 82 nhé. Khi các em nộp thì phải chờ một tí, nhiều người nộp trên server thì cái hệ thống chấm nó trả kết quả nó hơi chậm. Khi nào thầy đầu tư được con server, thầy chuyển được hết server sang con server mới thì hy vọng là các bạn sẽ có ngon ngay. Rồi, thấy dự đang chấm bài 83. Nếu bài 83 nếu mà chấm nó bị không điểm thì các bạn tăng nó lên một đơn vị nhé. Rồi bây giờ ta quay sang bài số 84. Ở bài 84 người ta yêu cầu là đếm sâu S1 xuất hiện trong sâu S2. Như vậy thì ta thấy rằng là sâu S1 và sâu S2 là hai cái sâu và không có chứa dấu cách. Nhìn trong test đề bài ta thấy đâu nhỉ? Đấy, hai sâu này nó không có dấu cách. Hoặc là trong đề bài người ta ghi nó là sâu chỉ bao gồm các ký tự từ A đến Z thì nó cũng là sâu không chứa dấu cách vì mình chỉ việc C là xong. Người ta yêu cầu là đây là sâu S1 và sâu S2, đếm số lần xuất hiện sâu S1 trong sâu S2.
Hiện nay thì muốn đếm thì ta phải đếm bằng cơm thôi, chạy thủ công, tìm vị trí đầu tiên sâu S1, tăng vị nến lên nếu có, sau đó băm một phát cắt luôn cái khúc đó quăng đi, sau đó lại tìm vị trí đầu tiên sâu S1, thấy phát băm một khúc cắt quăng đi, lại tìm tiếp. Nó giống như là ta băm cái gì nhỉ, băm cái gì đó giống như thái quả mướp ấy các bạn, băm phát được một khúc hất nó đi, băm một khúc hất nó đi, à giống như chặt sườn, à, món sườn xào chua ngọt. Đấy. Vậy thì để đếm số lần xuất hiện này thì phần ý tưởng thuật toán thì ta sẽ thực hiện như sau. Ta sẽ thực hiện là lần lượt, à cái gì nhỉ, ta sẽ ý tưởng nhé, ta tìm vị trí đầu tiên của S1 ở trong S2, nếu có, à ghi nào nhỉ, nêu ý tưởng nào cho thế. Ý tưởng của ta là với cái sâu AB này này thì mình post phát thì mình trả về sâu AB, là nó trả về vị trí đầu tiên tìm thấy, thì nếu mà tìm thấy cái sâu này thì ta sẽ thực hiện tăng biên đếm lên và ta cắt quăng cái phần này luôn, ta erase ở trong sâu này từ vị trí thứ không cho đến vị trí tìm thấy cộng len trừ một cái s chấm sai trừ một đi, sau đó ta thu được sâu mới này, ta lại tìm tiếp thằng AB, nếu tìm thấy thì tăng biên đếm xóa từ đây đến đây hết đến khi nó rỗng thì đúng rồi, ta có câu chừng nào mà sâu s khác rỗng, S2 khác rỗng hay nói cách khác và S1 còn xuất hiện trong S2 thì làm, ta làm hai việc. Việc thứ nhất, ta gọi P là vị trí đầu tiên của S1 trong S2 đấy, sau đó thì thực hiện là nếu ở P mà lớn hơn không thì thực hiện cái công việc, nếu P lớn không thì điều đó chứng tỏ thằng S1 có xuất hiện trong S2. Câu này thực tế nó hơi thừa, bởi vì khi vào vòng quay này thì chắc chắn nó sẽ xuất hiện rồi, thì ta thực hiện công việc là tăng cái biến kết quả lên một đơn vị. Sau khi tăng z lên một đơn vị rồi thì bây giờ ta băm cái khúc này ta quăng đi. Đấy. Vậy thì ta băm khúc đấy quăng đi đồng nghĩa với việc là ta sẽ xóa từ đầu sâu đến cái vị trí đến hết cái sâu vừa tìm thấy. Tức là khi đó thầy sẽ xóa từ sâu từ vị trí thứ không cho đến hết cái sâu này. Để xác định được vị trí hết, đây chính là vị trí P vừa tìm thấy cộng thêm độ dài của thằng này trừ đi một, thì đó chính là từ viện là cái vị trí của thằng này, là gọi là P cộng với S2 chấm sai, à S1 chấm sai trừ một. Ta cắt thằng này đi, ta erase nó đi. Thì ta thu được sâu mới. Mang sâu mới này ta lại quay trở lại chừng nào sâu S2. Đó, ta dừng lại. Vòng lặp này nó dừng thì có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, sâu này bị xóa rỗng thì ta vẫn thu được cái biến Z là kết quả. Trường hợp thứ hai, sau khi chạy xong thì thằng S1 nó không còn xuất hiện trong S2 nữa, tức là ta đã đếm xong. Vậy thì ta thu được kết quả của bài toán là thằng Z, thì ta thực hiện là đưa Z ra. Đấy. Với ý tưởng như thế. Vậy với ý tưởng như thế, bây giờ ta quay sang ta cài đặt một cách rất nhanh gọn như sau. Bên cái đấy không biết thể time bao nhiêu. Không thì không đủ lắm. Bây giờ ta quay sang cái giải thuật ta sẽ cài đặt như sau. Sau khi nhập sâu S1, sau khi nhập sâu S2, thì bây giờ thầy nhận thấy chừng nào mà sâu S2 mà nó còn khác rỗng
khác là dấu chấm than và dấu bằng. Dấu rỗng là phẩy phẩy nhé. Và khác rỗng hoặc ta sử dụng là S2 chấm sai, khác không cũng được. Chừng nào độ dài của sâu S2 lớn hơn 0, tức là sâu S2 còn. Và thằng S2 tìm S1 trong S2, ta có S2 chấm phi S1 mà lớn hơn 0. Thì thực hiện yêu cầu của bài toán. Cái chỗ S2 chấm phi S1 này này, thì thông thường nó sẽ phải là cộng 1 nhé. Nó phải cộng với một giá trị lớn hơn 0. Thì để tránh tình trạng nó trả về cái vị trí đầu tiên. Đấy. Thì khi đó ta sẽ thực hiện yêu cầu, đây là trường hợp là có xuất hiện. Thì khi đó thầy gọi P là vị trí tìm thấy thằng S1 trong S2. Thì khi đó thầy sẽ thực hiện cái công việc là tăng bit đếm lên theo đúng ý tưởng thuật toán. Và làm một cái công việc kế tiếp nữa. Đấy. Ta làm một cái việc kế tiếp nữa. Đó chính là rồi thì ta sẽ thực hiện tiếp cái là với mỗi thằng ta sẽ tìm vị trí đầu tiên của nó. Ta tăng bit đếm lên bởi vì nó đã đi được vào vòng này thì chứng tỏ nó có xuất hiện. Đấy. Và khi nó có xuất hiện rồi thì ta sẽ thực hiện ta tăng biến đếm lên. À, đây là một cái. Sau khi làm xong thì công việc của ta chưa, cái file input của thầy bay màu hết rồi. Để thầy thêm bay màu rồi. Ví dụ như thầy có A, A, B, C, 1, 2, A, B, C. Đấy chẳng hạn. Đây thì có số A. Đây là sâu S2, sâu S1 là sâu AB. Thì nó sẽ tìm thấy cái sâu AB này ở vị trí này. Sau đó nó tăng biến đếm lên. À, sâu AB xuất hiện một lần. Sau đó nó cắt thằng này quăng luôn. Đấy, sau khi cắt thằng này quăng luôn thì nó sẽ thu được cái sâu mới là cái sâu này. Nó cắt đi cả cái thằng này. Vậy thì để cắt thằng này thì điều đó chứng tỏ thầy trò mình sẽ phải thực hiện là xóa trong sâu S2 Y. Xóa trong sâu S2 từ vị trí nào, từ đầu sâu, bởi vì mình cắt cái khúc đi qua rồi mà, cái khúc đã đi qua là cái khúc chắc chắn sẽ không tìm thấy nữa. Từ vị trí thứ 0 đi bao nhiêu ký tự, đi P ký tự. Nếu ta cắt đi P ký tự thì điều đó ta nhận thấy rằng P đó chính là cái vị trí thầy vừa tìm thấy. Như vậy thì nó chỉ xóa được cái mỗi hai chữ A thôi. Muốn xóa ra được cả chữ B thì ta thầy phải xóa thêm độ dài của sâu này nữa. Như vậy thì ta có P cộng với S1 chấm sai. Đấy. Và sau đó thầy phải trừ đi một ký tự. Đấy. Trừ đi một bởi vì ví dụ như là 3 cộng 4 bằng 7 trừ 1 bằng 6 thì nó mới không vượt quá cái bước qua quá mất một phần tử. Đấy. Sau đó sau khi thực hiện xong cái thằng trên thì thầy thu được sâu mới là sâu S2. Sâu S2 này quay trở lại vòng lặp, nó post phát, nó trả về thằng sâu AB này. Nó thấy sâu S1 trong sâu S2 là vị trí này. Nó tăng biến đếm lên bằng 2. Sau đó nó sẽ xóa từ đầu sâu. Đấy. Nó xóa từ đầu sâu. Cho đến vị trí vừa tìm thấy. Cộng với len của nó. À, vậy nó xóa một phát. Về đây. Nó thu được sâu C. Ở lần sau nó post cái sâu AB, nó tìm kiếm sâu AB trong cái sâu này.
khi tìm kiếm nó không tìm thấy nữa. Ồ, thế là ta đã dừng nhé. Vậy thì ta đã dừng. Vậy thì dừng thì khi đó thằng S1.file này nó không có xuất hiện trong nữa. Vậy thì nó sẽ trả về, cái biểu thức này sẽ trả về không và nó sẽ thoát ra khỏi vòng lặp. Vậy vòng lặp này nó sẽ dừng trong với bộ test vừa rồi. Đó chính là ta đã đếm được số lần xuất hiện của show S1 trong show S2. Đấy. Và sau đó ta sẽ thực hiện đưa ra kết quả là sell thằng Z ra. Bởi vì trong quá trình làm mình có giá trị tăng Z lên nên trước ở vòng lặp Z ta đã khởi tạo Z bằng 0 để tăng nó lên. Yeah. Rồi bài này ta khai báo thêm biến Z là biến kết quả của bài toán. Ta nên khai báo là biến tổng quan, biến kết quả mà. Rồi ta chạy thử xem sao. Rồi về ta thêm file output vào. Ra xem file output. Đấy, tốt. File output sao nó ra không thế này. Để thầy xem sâu này của thầy có vấn đề gì không. C một C hai chừng nào số S2 đang còn các rỗng thì tìm kiếm thằng S2 trong S1. Rồi. Ơ sao nó ra không nhỉ? Bà con cô bác hãy cho biết tại sao nó ra không. Sell thằng AB trong lần này. À, khi code thì các bạn thấy là trong nhiều trường hợp lỗi thì ta sell các cái giá trị biến trung gian ở từng bước để phát hiện xem chương trình của mình đã đúng được tới bước nào rồi nhé. Thì đó là cái. Sao lại không tìm thấy nhỉ? S1, S2 chấm file thành S1. À, ôi cái file bài bài 1.inp thầy thầy buồn với thầy quá, thầy đặt sai tên file input. Mấy đứa cấm cười thầy nhé. Thế nên nó có hai chữ y, chả trách là không, lần này thì không thử đâu. Rồi về thầy thử lại cái test A, B, AC 1, 2, AB, C. Sâu kia là sâu AB. Rồi đấy, nó còn lặp vô hạn nữa chứ, nó mới chán đời thầy quá. Rồi, ok rồi. Thỉnh thoảng cô nó phải ngáo ngáo tí thì nó mới ở đây thì ta nhận thấy là vừa rồi thầy sử dụng cái kỹ năng đó là thầy SEO lần lượt từng các bước ra để thầy phát hiện ra thầy sai ở đâu. Trong quá trình chạy thì thầy thấy rằng nó không có kết quả. À, như thế thì là do mình nhập dữ liệu bị sai, bởi vì cái file in của thầy khi nãy thầy thêm file project ở đây nó thừa một chữ y đấy. Như vậy thì ở đây ta có cái chỗ này tại sao phải cộng một lớn hơn không? Bởi vì khi tìm kiếm một cái thằng nào đó trong sâu kia nếu không tồn tại thấy thì nó trả về một giá trị âm. Nên nếu mà ta cộng một nó thì ta sẽ ra hai khả năng.
Khả năng thứ nhất, nếu mà nó tìm thấy ngay cái vị trí đầu tiên, cái thằng S0 ấy, mà nó trả về đúng vị trí cần tìm là thằng đấy, thì điều đó chứng tỏ rằng nó có xuất hiện, đúng không? À, như vậy nó cộng với một là nó có xuất hiện đấy. Còn nếu mà ở đây mà nó thầy bỏ cái trường hợp bỏ cọc một lớn hơn không thì thử xem lớn bằng không xem có được không nhé. Thầy chưa cốt lần nào lớn bằng không cả, thầy thường hay là cộng lớn không. Lớn bằng không không được, phải cộng với một nhé. Đấy. Để ép ép cái kết quả, ép cái địa chỉ mà nó trả tìm không tìm thấy ấy, là một số nguyên cộng với một. Nếu mà thì khi đó nó sẽ ra được một cái số nguyên dương tìm thấy, và tìm thấy thì khi đó nó mới bắt đầu thực hiện yêu cầu bài toán xác định vị trí cần tìm. Như thầy có thừa dấu bằng thì vậy mấy đứa đừng có thưa, cười thầy, thầy đang thử thôi. Đã quá đấy, thì thầy thu được số 2. Vậy trên đây là giải thuật của bài số 84. Và với cái bài toán 84 này thì thầy cũng nên đề xuất các bạn, thì các bạn nên tổ chức như này. Thầy thì gọi là đếm sâu, stringing U1 và stringing U2. Thầy hay làm như này. Thầy tổ chức nó thành một hàm đếm sâu U1 xuất hiện trong sâu U2, bởi vì đây mới là cái hàm sau này thầy trò mình dùng nhiều nhất. Đấy. Ví dụ như thầy nhấn chuột phải chọn format user style. Thầy khởi tạo một cái biến red bằng không, thầy biến tạm nhé. Thầy thay cái thằng này S2 bởi U2. Chừng nào U2 khác rỗng và tìm kiếm U1 xuất hiện trong U2 thì gắn tìm kiếm trong U2 có thằng U1 xuất hiện ở vị trí nào. Nếu có thì ta xuất hiện xóa trong sâu U2 từ vị trí tìm thấy với độ dài của sâu U1 trừ 1. Sau đó ta return thằng Z. Đấy. Các bạn thấy như việc ta tổ chức như thế này thì nó rất hay ở cái chỗ đó là khi mình gọi ở chương trình chính ấy, thì cái sâu của mình nó không bị xóa đi, bởi vì nó truyền tham số vào dưới dạng là truyền tham trị thôi, truyền giá trị vào, nó không bị xóa đi nên cái sâu S của mình vẫn còn nguyên, mình dùng nó vào việc khác được. Vậy bây giờ công việc của thầy, thầy chỉ việc là cout đếm sâu S1 trong sâu S2. Đấy. Đúng không? Rất đơn giản thế. Và vậy thì cái hàm này ta gọi là hàm đếm sâu nhé, và các bạn nên tổ chức như thế này. Sau này thì người ta sẽ có những bài liên quan tới đếm sâu và ta sẽ trả ra được cái kết quả tương tự. Hàm này hàm đếm sâu thầy zoom lại một tí. Nó sleeping luôn. Tôi gửi lại. Vậy ta đã nộp được test lên rồi. Vậy thì quên, với bài này thì các bạn thầy vừa đã gửi cho các bạn code bài làm, và các bạn nhớ nhé, với các em nhớ là với các hàm ta nên tổ chức ở dưới dạng các hàm trả về kết quả như thế này, khi đó chương trình của mình nó rõ ràng, rất rõ ràng và mạch lạc nhé. Bây giờ đứa lại bay màu đâu hết, còn có 8 bạn này bay đơn màu đâu mất 3 bạn. Vậy thì đó là bài số 84. Đấy, để ta có các bài khác các em tích cực làm bài, và ở trong buổi học tới thầy sẽ chữa tiếp, chữa nhanh, chữa để ta đánh nhanh thắng nhanh cái phần bài tập về sâu. Khẳng định với các bạn rằng bài tập về sâu không khó, nhất là các bài tập sâu cơ bản đấy, để đi thi là không khó, vì muốn ra được một cái bài tập về sâu khó cực khó đấy. Vậy thì các em lưu ý nhé. Đấy. Với các bài mà khó thì nó sẽ cực khó để làm được các bài tập về sâu, còn những bài tập xử lý sâu cơ bản thì nó lại rất dễ, miễn là các bạn có được biết được các hàm và thủ tục cơ bản như thầy đã vừa giới thiệu, và các em có ý tưởng trên thực tế mình làm như thế nào
thì mình sẽ thực hiện như thế đấy. Thì trên đây thầy đã giới thiệu nhanh nhá. Trên đây thầy sẽ giới thiệu nhanh về các bài tập về sâu. Nhiệm vụ của các bạn hãy tích cực làm các bài tập về sâu và nộp bài lên trên server. Và hy vọng là qua cái buổi học ngày hôm nay các bạn làm chủ được về sâu. Các bạn bên lớp nâng cao thì cũng tham khảo sang học cùng lớp cơ bản về cái phần sau này. Phần sau này thì nó cũng khá chuyển tiếp từ cái lớp cơ bản đến lớp nâng cao. Sau khi học xong hết các phần cấu trúc cơ bản và phần lập trình cơ bản thì ta sẽ chuyển sang cái phần là làm đề thi và chữa đề thi liên tiếp. Về cái chương trình học của lớp cơ bản của chúng ta chỉ có 20 buổi, nhưng phần chữa đề thi thì thoải mái, thầy có thể dạy các em thoải mái. Nên bây giờ thầy gửi tới các em nội dung của bài hôm nay. Và các bạn ở các buổi trước vắng, các em xem video trên kênh YouTube của thầy có chữ Đặng Tuấn Thành, các bạn cứ vào trên server nộp bài là các bạn nhìn thấy thầy để sẵn cái đường link ở đây rồi. Trên server nộp bài có cái đường link, cái nút màu xanh xanh ấy, thì các bạn click vào đấy xem video bài giảng ở các buổi dạy đều có ở đấy nhé. Các em nào tài khoản không vào được thì các em liên hệ với Zalo của thầy để thầy sẽ cấp lại tài khoản và mật khẩu. Đợt vừa rồi thầy cấp lại tài khoản và mật khẩu để khi mà các bạn nộp bài thì biết các em học sinh đang ở lớp nào. Đấy. Và ta thấy rằng là hiện nay các bạn học sinh ở các lớp đang rất tích cực nộp bài. Bảng reset vừa mới reset lại xong rồi, mọi người nộp bài rất tích cực. Và hôm nay các em hãy cố gắng hoàn thiện hết cái bài tập về sâu này nhé, để nhận bài file bài tập sâu mới. Rồi hôm nay thầy cho mình nghỉ ở đây thôi, xong mấy đứa nào gọi thì ấy thế nhỉ. Rồi thì nữa thầy ấy. Thầy chào các em nhé. Bye các em, chúc các em làm bài tập tốt về sâu. Thầy chào Bang, chào Chung. Rồi, thầy chào Vũ Huy. Chào Gia Vàng.